Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 2451, hộ pháp sứ. Vầng trăng đen giữa không trung bỗng chốc ẩn giấu, nhưng ánh sáng màu trắng cũng dần dần rút đi, bốn phía trở lại hình dáng ban đầu. Về phần Ứng Mộng Bạch, thân thể, tóc tai, da rẻ đều đang phát sinh biến hóa trong âm thầm, vẫn còn trắng, nhưng mà nét nam tính đặc trưng trên người đã từ từ biến mất không thấy đâu. Đổi lại chính là một sự mềm mại mà chỉ có nữ tính mới có. Chuyện này, Âm Vô Vũ thấy thế trợn mắt ngoác mồm, vẻ mặt kinh ngạc nói với Y Tiểu Âm, nghịch thiên bát châm còn có loại công dụng này nữa à? Biến nam thành nữ, công dụng này khá là nghịch thiên thì phải. Y Tiểu Âm đã không còn thấy kinh ngạc, nàng còn gặp qua cảnh tượng ly kỳ hơn cái này nhiều. Chính hắn đã nói, nếu như hắn là nữ nhân, thì sẽ gả cho người của tiểu tiên giới. Hạ Thiên cười hì hì. Nói với Âm Vô Vũ, ngươi tìm người đến trông coi hắn, chờ sau khi người của tiểu tiên giới đến đây, thì tiễn đổ đần qua cho bọn họ. Âm Vô Vũ vừa nghĩ tới tình cảnh ấy, thân thể không khỏi giật mình, vị Hạ Thiên này thật sự là đùa ác thật. Hạ Thiên, ngươi làm gì ta vậy? Tâm tình của Ứng Mộng Bạch đã triệt để hỏng mất, chỉ là giọng nói cũng trở nên cực kỳ nữ tính, tại sao ta lại biến thành nữ vậy? Câm miệng đi, giọng khó nghe thật. Hạ Thiên móc móc lỗ tai. Chẳng muốn phản ứng với tên đần này, quay đầu nói với Y Tiểu Âm, vợ Y Y, chúng ta đi tìm Âm Hậu thôi, giết chết nàng ta là có thể rời khỏi cái nơi rách dưới này. Ứng Mộng Bạch còn muốn nói gì tiếp, nhưng đáng tiếc lại không phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể giãy giụa nhào tới Hạ Thiên. Mang nàng đi, nhốt vào mật lao. Âm Vô Vũ gọi mấy tên vệ binh tới, trực tiếp mang Ứng Mộng Bạch đi, sau đó lại gọi Hạ Thiên, Hạ Thiên, ngươi đừng vội. Chúng ta còn có chút thủ tục vẫn chưa làm xong. Hạ Thiên ôm Y Tiểu Âm liền muốn rời đi, nghe Âm Vô Vũ nói vậy, không khỏi hơi bực mình, nói ta làm tộc trưởng huyền âm tộc của các ngươi cũng chỉ là tạm thời, ta không thể ở lại đảo, cho nên thủ tục gì đó cũng không cần thiết đâu. Không, chính là vì ngươi sẽ rời đảo, cho nên thủ tục mới cần phải hoàn thành. Vẻ mặt của Âm Vô Vũ nghiêm túc, nói, bởi vì ngươi đi đâu, thì tất cả tộc nhân trên đảo Sương Nguyệt đều sẽ đi cùng với ngươi. Nếu mà không có thủ tục bàn giao, thì người trên đảo rất có thể đều sẽ chết. Hạ Thiên nghe không hiểu, hỏi Y Tiểu Âm, vợ Y Y, nàng ta rốt cuộc là muốn nói cái gì vậy? Đây là huyết mạch cấm chế do Âm Hậu lưu lại, nếu tộc trưởng cách xa tộc nhân trong một khoảng cách nhất định, thì tộc trưởng sẽ trực tiếp chết. Khi còn bé, Y Tiểu Âm sống ở trên đảo Sương Nguyệt, đương nhiên là biết nguyên nhân, nhẹ giọng giải thích với Hạ Thiên, trừ phi từ bỏ thân phận tộc trưởng huyền âm tộc. Chủ động rời khỏi đảo Sương Nguyệt, nhưng nếu như vậy, cần cung cấp cho Âm Hậu lượng lớn tiền bạc làm bồi thường. Chẳng trách lúc trước vợ Y Y liều mạng kiếm tiền như vậy. Hạ Thiên nghe được lời giải thích này, cũng đã nghĩ thông một ít chuyện, nếu đã như vậy, thế thì ta giúp các ngươi xóa bỏ loại hạn chế này là được chứ gì. Âm Vô Vũ cười nói, coi như muốn xóa bỏ hạn chế, ngươi vẫn phải hoàn thành thủ tục chuyển giao trước, nếu không thì sao ngươi biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ trong chuyện này. Được thôi, vậy thì chuyển giao đi. Vẻ mặt của Hạ Thiên tùy ý đưa tay về phía Âm Vô Vũ, lấy thủ tục gì đó ra đây. Ở đây không được, Âm Vô Vũ cười ha ha, đi trung tâm thánh điện đi, sẵn tiện ta triệu tập người trên đảo lại đó luôn. Hạ Thiên gật gù, bổ sung một câu, đúng rồi, A Cửu hẳn là còn ở trên đảo tìm vợ Y Y, người cũng đi tìm nàng đi. Không chỉ là nàng, còn có một vài vị khách đặc biệt. Âm Vô Vũ nói một cách đầy ý vị sâu xa, ta sẽ gọi tất cả mọi người trên đảo đến, chờ sau khi ngươi chính thức tiếp nhận vị trí tộc trưởng, ngươi liền có thể cảm ứng được sự tồn tại của Âm Hậu, đến lúc đó giải quyết Âm Hậu như thế nào, thì tùy ngươi. Hạ Thiên đối với chuyện này không có ý kiến gì, nhìn Y Tiểu Âm rồi nói, vợ Y Y, nàng cảm thấy thế nào? Cứ làm như thế đi, đã đến thời điểm lật bài rồi. Đôi mắt đẹp của Y Tiểu Âm nhìn về phương xa, lạnh nhạt nói. Nếu Y Tiểu Âm đã nói như vậy, Hạ Thiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Âm Vô Vũ dẫn đường ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nói với Hạ Thiên một ít chuyện, nhưng Hạ Thiên một lòng chỉ muốn bộc lộ tâm sự với Y Tiểu Âm, cũng không biết nghe lọt lời của Âm Vô Vũ được bao nhiêu. Khi đi ra những ô vuông kia, Âm Vô Vũ nhìn thấy rất nhiều vệ binh đang vận chuyển thi thể, ngoại trừ khảm chúng vào trong những vách tường kia ra, thì vẫn còn thừa 5 bộ thi thể. Trong đó có Bạch Như Yên và Đinh Thắng Thiên trong tứ đại hộ pháp sứ, còn 3 bộ thi thể thì nàng còn chưa kiểm tra, bỗng nhớ ra trước đó Hạ Thiên nói đã giết chết 5 tên hộ pháp sứ, không khỏi có chút ngạc nhiên, tiến lên điều tra thử.
ba thi thể này là của ai? Âm Vô Vũ liếc nhìn ba bộ thi thể đó, kết quả lại phát hiện không quen biết, bèn nghi hoặc và quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên thuận miệng nói, chẳng lẽ không phải còn những hộ pháp sứ khác sao? Coi như là hộ pháp sứ, cũng chỉ có bốn người à? Âm Vô Vũ hơi có chút cạn lời, nở nụ cười khổ, huống chi, ba người này cũng không phải là hộ pháp sứ, thậm chí không phải là người trên đảo. Vậy ta cũng bó tay. Hạ Thiên lười biếng ngáp, sau khi ta giải quyết tên Đinh Thắng Thiên gì gì đó, thì ba tên ngu ngốc này liền xông ra, ta nóng lòng muốn gặp lại vợ y y, nên tiện tay giết chết bọn hắn. Đối với Hạ Thiên, Âm Vô Vũ đã nghe được rất nhiều điều từ trong miệng Y Tiểu Âm, nên trong lòng đã tưởng tượng ra được tính cách tổng thể, chỉ là khi đó nàng cảm thấy Y Tiểu Âm có thể là đang tiêu khiển nàng, vì trên thế giới làm sao có thể tồn tại loại người cuồng vọng tự đại và thích làm theo ý mình như thế được. Nhưng mà, bây giờ tận mắt chứng kiến, e là Hạ Thiên chỉ có hơn chứ không kém những gì mà Y Tiểu Âm miêu tả. Chương 2452. Không thể mềm lòng. Ngươi chưa biết bọn họ là ai, mà đã giết chết rồi ư? Âm Vô Vũ còn có chút không nhịn được, hỏi Hạ Thiên, lỡ mà ngươi giết nhầm người thì sao? Hạ Thiên bĩu môi, bình chân như vậy nói, vậy thì cứ coi là bọn họ xui xẻo đi, cơ mà ba tên ngu ngốc đó lại dám cản đường ta, chứng tỏ cũng không phải là người tốt lành gì, giết thì giết thôi. Thực sự là kết luận thẳng thắn và dứt khoát, không một chút xoắn suýt nào. Âm Vô Vũ không khỏi nhìn Y Tiểu Âm một cái. Phát hiện biểu hiện của đối phương như thể là đã quen thuộc, không khỏi bắt đầu cảm khái, quả nhiên mình đã lạc hậu trước thời đại rồi. Đoán chừng là trợ thủ mà Ứng Mộng Bạch mời tới. Âm Vô Vũ nghĩ tới một cái khả năng, nhưng vẫn gọi mấy tên vệ binh tới, để cho bọn họ đi thăm dò lịch trình lên đảo của ba người này, để xem thử là ai dẫn tới. Y Tiểu Âm có chút kỳ quái, nói trước đây muốn leo lên đảo Sương Nguyệt, gần như là siêu khó, còn có giới hạn danh ngạch. Bây giờ sao lại cảm thấy ai cũng có thể lên đảo thế nhỉ? Chuyện này phải hỏi Âm Hậu. Âm Vô Vũ khoát tay áo một cái, phủi sạch trách nhiệm của mình, danh ngạch mà ta có thể mở cũng chỉ có 6 cái. Nếu như người lên đảo nhiều hơn con số 6, chỉ có thể nói là do Âm Hậu ra tay. Y Tiểu Âm cũng nghĩ không thông cái vấn đề này. Nếu như đã phát giác được nguy hiểm, thế thì cách tốt nhất chính là đánh đòn phủ đầu trực tiếp từng người bọn ta là xong. Còn nếu không phải, thế thì nàng ta rốt cuộc là muốn làm gì? Vợ y y, nếu không nghĩ thông được thì cũng đừng nghĩ. Hạ Thiên ôm cái éo nhỏ nhắn và vừa vặn của Y Tiểu Âm, cảm nhận được xúc cảm vô cùng mềm mại, cười hi hi, nói, hiện tại nhiệm vụ của ngươi là làm cho chồng ngươi vui vẻ, dù sao chúng ta đã không gặp nhau trong một khoảng thời gian dài rồi. Những chuyện khác cứ ném sang một bên đi, hoàn toàn không cần vì chuyện này mà lãng phí thời gian. Y Tiểu Âm nhàn nhạt nói, ta không cách nào giống loại người không tim không phổi, cái gì đều không để ý như ngươi được. Dù sao ta sinh ra và lớn lên trên hòn đảo này, đối với từng cọng cây ngọn cỏ ở đây, và cả tộc nhân, ta đều có cảm tình. Vợ y y, ngươi yên tâm. Hạ Thiên trịnh trọng bảo đảm nói, có ta ở đây, bọn họ khẳng định không có chuyện gì đâu. Tên Âm Hậu gì đó hoặc là không hiện thân, chỉ cần dám hiện thân thì chắc chắn sẽ bị ta giết chết. Từ nay về sau, ngươi không cần phải lo lắng như vậy nữa. Y Tiểu Âm suy nghĩ một hồi, lạnh nhạt nói, kỳ thực chỉ cần ngươi có cách, phá giải huyết mạch cấm chế do Âm Hậu lưu lại, có giết nàng hay không, chuyện đó đã không còn quan trọng. Không, rất quan trọng. Hạ Thiên phản bác lại Y Tiểu Âm, vợ y y, ngươi tuyệt đối không thể mềm lòng. Có một vài kẻ địch, có thể đánh một trận là xong việc, bởi vì bọn đần đó sẽ không nảy sinh bất kỳ uy hiếp gì đối với chúng ta. Nhưng mà loại người như Âm Hậu thì nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, nếu không thì phiền phức sau này rất có thể sẽ không chấm dứt. Đây cũng có thể xem là kinh nghiệm của Hạ Thiên, mười mấy năm trước, lúc hắn vừa mới xuống núi, xuất thủ với người rất có chừng mực, thông thường chỉ là tùy tiện giáo huấn một phen, kết quả trong đó có một vài đồ đần cứ tìm hắn gây sự hết lần này đến lần khác, tỉ như Cao Danh Dương ở Giang Hải năm xưa, hay Lý Gia ở Kinh Thành. Hiện tại Hạ Thiên đã hình thành một thói quen cực kỳ tốt. Đối phó với người bình thường thì tùy tiện giáo huấn một xíu, còn đối phó với một số người sở hữu dị năng và tu tiên giả, thì trên cơ bản là vừa ra tay liền sẽ giết chết bọn họ, như vậy mới có thể bớt đi rất nhiều phiền phức, trừ khi đối phương quả thật không có định ý gì. Được rồi, phía trước chính là trung tâm thánh điện, Âm Vô Vũ mang theo Hạ Thiên và Y Tiểu Âm đi tới thánh điện, cuối cùng đi tới trước một cánh cửa đá cao to. Âm Vô Vũ tiện tay nhấn công tắc trước cửa,
chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm thật lớn, cửa đá bỗng nhiên mở ra. Phía sau cửa, lại là một thế giới. Nơi đây trời xanh mây trắng, bầu trời trong trẻo, dưới chân là một bãi cỏ màu ngọc lục bích trong suốt, cách đó không xa có một đài cao được xây từ những hòn đá đứng sừng sững ở đấy. Ta nhớ bây giờ vẫn là nửa đêm mà, Hạ Thiên tự lẩm bẩm, nói, ở đây tại sao lại có thể có ánh nắng? Y Tiểu Âm thuận miệng đáp lại, chắc là tác dụng của trận pháp. Mà thôi, không quan trọng, Hạ Thiên bĩu môi. Âm Vô Vũ chậm rãi đến gần đài cao bằng đá, nói với Hạ Thiên và Y Tiểu Âm, các ngươi còn chờ gì nữa, lại đây đi. Vợ Y, những hòn đá kia hình như có gì đó là lạ. Hạ Thiên ôm Y Tiểu Âm chậm rãi đi tới, hắn rõ ràng cảm nhận được những hòn đá này tỏa ra một luồng sức mạnh quỷ dị, không khỏi hỏi một câu. Y Tiểu Âm nhìn đài cao bằng đá đó, mày ngài cao lại, lắc đầu nói, qua đó xem thử là biết liền. Hai người chậm rãi đi tới. Lúc này, Âm Vô Vũ đã dọc theo thềm đá đi đến trên đỉnh đài cao, từ trên cao nhìn xuống Hạ Thiên và Y Tiểu Âm. Bỗng dưng, nàng khẽ nhấc tay một cái, giữa không trung bỗng xuất hiện một tia sét, trực tiếp đánh về hướng Hạ Thiên. Chương 2453, Sương Nguyệt Lệnh. Thật ra đây là một vệt sáng, nhưng tốc độ cực nhanh, như là tia sét. Trong khoảnh khắc Hạ Thiên ôm Y Tiểu Âm vừa mới bước lên thềm đá, vệt sáng này bỗng chốc biến mất và chui vào trong người hắn. Có điều, Hạ Thiên không có né tránh, cũng không có bất kỳ biểu hiện khó chịu nào, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, sau đó liền không để ý lắm. Y Tiểu Âm cũng không cảm thấy bất ngờ, hiển nhiên là đã sớm đoán được tình huống này. Sau đó, mỗi khi Hạ Thiên bước lên một bậc thang, là sẽ có một vệt hoặc là mấy vệt sáng, bỗng dưng sinh ra từ hư không, sau đó bay về phía người hắn, rồi biến mất không thấy đâu. Khi Hạ Thiên và Y Tiểu Âm đi tới đỉnh của đài cao bằng đá, giữa không trung đã có vô số tia sáng, như thể là thác nước, ùn ùn chút vào trong cơ thể Hạ Thiên. Những vệt sáng này, đều là một luồng ý thức của các tộc nhân trên đảo, chờ ngươi tiêu hóa xong, ta sẽ giao Sương Nguyệt Lệnh cho ngươi. Âm Vô Vũ tươi cười ở cách đó không xa, nhẹ giọng nói với Hạ Thiên, đến lúc đó, ngươi liền có thể biết trên đảo có tổng cộng bao nhiêu người, tộc nhân Huyền Âm tộc và người ngoài là bao nhiêu. Trong lúc nói, lại giải thích thêm một câu, tương tự, một luồng ý thức của ngươi cũng sẽ tự động hòa vào trong Sương Nguyệt Lệnh, để cho âm hậu kiểm tra. Hạ Thiên không nói gì, chỉ là chờ từng vệt sáng kia hòa vào trong người hắn, ở trong đầu hắn đồng thời thoáng hiện khuôn mặt của những người này, cùng với đủ loại thông tin, trong lòng cũng cởi bỏ một nghi vấn, đó chính là tại sao tộc trưởng vừa nhìn liền có thể phân biệt được ai là tộc nhân, ai là giả mạo, hóa ra mọi chuyện là như vậy. Ồ! Hình như có ba người có chút cổ quái. Sau khi Hạ Thiên hấp thụ xong những vệt sáng đó, lập tức nhận ra có gì đó không đúng, có ba tia sáng tương đối ảm đạm, cho nên không cách nào điều tra được cặn kẽ thông tin cặn kẽ về bọn họ, nhưng mà ba tia sáng đó lại chưa hề dập tắt hoàn toàn, bọn họ bị sao vậy? Âm Vô Vũ gật gù, nói với Hạ Thiên, về dị dạng của ba người này, ta cũng đã nhận ra từ lâu, sau đó cũng đi tìm bọn họ, nhưng mà lại không phát hiện ra điểm khác thường nào từ trên người bọn họ. Chẳng phải một người trong đó chính là huyền tôn của ngươi sao? Hạ Thiên cẩn thận nhớ lại một thoáng, nói tiếp, ta nhớ hình như tên là Bạch Kỳ Thị hay sao ấy. Hắn tên Bạch Kỳ Thạch, Âm Vô Vũ không khỏi trừng mắt Hạ Thiên, ta chính là Hoàng Hoa Đại Khuê nữ 108 tuổi, nhi tử còn chưa có, lấy đâu ra cháu cố. Hắn là huyền tôn của đại ca ta, chỉ là âm hậu dùng huyết mạch cấm chế chi thuật, chuyển huyết mạch của ta chảy trên người hắn. Hạ Thiên bĩu môi. Loại công pháp này, nghe là thấy không phải là loại công pháp tốt lành gì. Nói mới nhớ, nghịch thiên bát châm của ngươi cũng có thể làm được như vậy, phải không? Âm Vô Vũ không biết vô tình hay cố ý nhìn Hạ Thiên, thử thăm dò nói, nếu mà có thể, chỉ bằng trực tiếp giải trừ hết hạn chế của loại huyết thống cấm chế này đi. Giải trừ cũng được, nhưng xử lý âm hậu trước đã rồi tính sau, bằng không thì dù có giải trừ, nàng cũng có thể tạo lại hạn chế bất cứ lúc nào. Hạ Thiên cũng không xem trọng việc này, hắn không hề hứng thú đối với việc khống chế người khác, huống chi nếu mà hắn muốn khống chế ai, thì căn bản không cần huyết thống cấm chế gì cả, cũng không cần luồng ý thức này, trực tiếp đâm ngân châm là xong. Âm Vô Vũ cũng nghĩ như thế thế, từ trong lồng ngực lấy ra một khối lệnh bài màu trắng, đưa cho Hạ Thiên, đây chính là Sương Nguyệt Lệnh, ta giao nó cho ngươi, kể từ bây giờ ngươi chính là tộc trưởng Huyền Âm tộc, vận mệnh của tất cả mọi người liền giao cho ngươi. Ta không có rảnh gánh vác toàn bộ vận mệnh của tộc nhân các ngươi,
vận mệnh của các ngươi chỉ có thể do các ngươi quyết định. Hạ Thiên nhận lấy Sương Nguyệt lệnh, nhưng đồng thời cũng phản đối những gì mà Âm Vô Vũ nói, ta chỉ muốn tìm Âm Hậu, sau đó giết chết nàng. Sau này, các ngươi muốn đi đâu, muốn làm gì, thì chính các ngươi định đoạt, không có liên quan gì đến ta. Vẻ mặt của Âm Vô Vũ chân thành, nói, nếu như có thể tự mình quyết định vận mệnh, đối với chúng ta đã đủ lắm rồi. Hiện tại việc cần làm trước mắt là nghĩ cách ép Âm Hậu hiện thân. Sắc mặt của Y Tiểu Âm hơi nghiêm nghị, có đôi chút lo lắng, nói, nếu làm cho nàng phát giác được nguy hiểm, chỉ sợ sẽ chạy khỏi đảo Sương Nguyệt sớm hơn, đến lúc đó muốn tìm nàng sẽ trở nên khó hơn. Âm Vô Vũ cũng lo lắng về phương diện này, điểm ấy quả thật là không thể không tìm biện pháp ứng phó kịp thời. Lần trước ta liên hệ Âm Hậu, đó là 2-3 ngày trước. Kể từ lúc đó, nàng vẫn chưa hề đi tìm ta, ta cũng không cách nào cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Tiếp đó lại bổ sung thêm một câu, cơ mà, nàng chắc là còn ở trên đảo. Chỉ cần nàng còn ở trên đảo, thế thì mọi chuyện vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát. Y Tiểu Âm lạnh nhạt nói. Còn nữa, khối Sương Nguyệt lệnh này, tốt nhất là ngươi dùng vật chứa được bọc bằng vô căn thụ cây không dễ chờ tới lúc cần thiết thì mới dùng. Âm Vô Vũ thấy Hạ Thiên mãi vuốt ve khối Sương Nguyệt lệnh đó, không khỏi nhắc nhở, bởi vì lúc nào Sương Nguyệt lệnh cũng rút lấy linh khí từ trên người chủ nhân, chỉ cần hơi bất cẩn là sẽ bị nó hút khô. Nếu không phải ta ở trên đảo Sương Nguyệt, thì có lẽ cũng đã bị nó hút cạn linh khí đến chết. Chương 2454. Tộc trưởng có thể cưới thánh nữ không? Hạ Thiên nhìn thử Sương Nguyệt lệnh trong tay, có thể cảm nhận rõ tấm lệnh bài này đang dùng một loại cách thức khó mà nhận ra, để rút lấy linh khí từ trên người hắn, nếu như không khống chế, thì phỏng chừng 2-3 ngày là người bình thường đã không chịu nổi, nhưng hắn cũng không để ý chuyện này, lấy băng hỏa linh thể và nghịch thiên bát châm của hắn, hắn muốn bao nhiêu linh khí liền có bấy nhiêu, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn không thể bị thương, dù sao băng hỏa linh thể cũng không phải là vạn năng. Năm đó, hắn cũng dựa vào băng hỏa linh thể của Liễu Mộng để liên tục song tu, nên mới khiến cho băng hỏa linh thể của hắn tăng lên tới một cấp độ tương đối cao, nhưng từ khi Liễu Mộng đạt đến độ kiếp kỳ, trên cơ bản song tu bằng băng hỏa linh thể đã không còn chút xúc tiến nào. Hạ Thiên biết rõ thật ra là băng hỏa linh thể còn có tiềm năng tăng trưởng rất lớn, nhưng mà hắn đã dùng rất nhiều cách, đều không có tác dụng quá lớn. Có điều, hiện giờ băng hỏa linh thể của hắn đã ở trạng thái đỉnh cấp, trên trái đất đã đủ để ứng đối với mọi tình huống. Điều mà hắn lo chính là tương lai khi đối mặt với cao thủ tu tiên của Liên minh tu tiên, băng hỏa linh thể của hắn sẽ không đủ dùng. Khối Sương Nguyệt lệnh ở trước mắt, vậy mà mơ hồ có chút dấu hiệu cộng hưởng đối với băng hỏa linh thể. Lúc này, Hạ Thiên mới có chút hứng thú với nó, dự định từ từ quan sát nó, cụ thể là như thế nào, thì sau này cần chậm rãi nghiên cứu thêm. Vật này được làm từ tài liệu gì vậy? Y Tiểu Âm thấy Hạ Thiên hình như khá hứng thú với Sương Nguyệt lệnh, không khỏi thay hắn hỏi Âm Vô Vũ. Âm Vô Vũ lắc đầu, cũng nghi hoặc, nói chất liệu của Sương Nguyệt lệnh, ta quả thật chưa từng gặp. Chỉ là lúc trước nghe Âm Hậu nhắc tới, đó là nàng tình cờ lấy được từ trong một bí cảnh, rất có thể là từ thiên ngoại mà tới. Nhưng mà ta dùng qua một ít vẫn thạch thiên ngoại, hoàn toàn không phải là một loại đồ vật. Thiên ngoại mà nàng nói, cũng không giống như ngươi nghĩ đâu. Y Tiểu Âm hiểu rõ ý tứ trong câu nói đó, thiên ngoại mà Âm Hậu nhắc tới, nhiều khả năng là những dị giới như Tiên Vân Đại Lục, nói cách khác rất lâu về trước, đã từng có tu tiên giả từ dị giới xuyên Việt tới trái đất, mặc dù những người xuyên Việt này bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử, nhưng bọn họ rất có thể đã để lại một vài thứ đến từ dị giới. Tài liệu này hình như ta đã gặp qua rồi. Hạ Thiên bỗng nhiên mở miệng nói, có điều, cụ thể mà nói, lại có chút không giống cho lắm. Y Tiểu Âm lập tức hỏi, người gặp qua ở đâu thế? Gặp qua trong một bí cảnh dưới đáy biển. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn Y Tiểu Âm, cười hì hì nói, tiểu muội chân dài hẳn là đã sớm nói với ngươi rồi mới phải, 1-2 tháng trước, chẳng phải nàng bị mấy tên ngu ngốc lừa đi xuống đáy biển thám hiểm đó sao? Sau đó, bọn ta phát hiện đáy biển có một tòa cung điện, xuống chút nữa còn có một bí cảnh dưới đáy biển có kết giới, hình như tên là Quy Khư hay sao ấy. Bên trong có một lão đạo sĩ mặc áo bào lam, hắn cầm một cây đao, có thể biến dài biến ngắn bất cứ lúc nào, tên là Lưu Vân Thiết Nhận gì đó. Chất liệu của thiết nhận đó tên là Vân Xương Thiết Trùng, hình như cũng là đồ vật tới từ dị giới, khá giống với khối Sương Nguyệt lệnh này. Y Tiểu Âm cảm thấy thất vọng tràn trề về năng lực tổ chức ngôn ngữ của Hạ Thiên, dù đã lớn thì vẫn cần phải đọc chút sách,
nếu không thì lúc nói chuyện với người khác, sự việc được thuật lại sẽ lung ta lung tung, hoàn toàn không có trọng điểm, thật ra chỉ cần hắn nói câu cuối cùng là được. Nhụy Nhụy đúng là đã từng nhắc qua, cây đao đó vẫn còn ở trên tay nàng. Lúc đó, Y Tiểu Âm cũng từng ngắm nghía, chẳng qua là cảm thấy cây đao kia được chế tạo hết sức tinh xảo, nên cũng không có để ý chất liệu của nó cho lắm. Âm Vô Vũ nghe cuộc đối thoại của Y Tiểu Âm với Hạ Thiên, không khỏi hỏi, khi nãy các ngươi mới nhắc tới dị giới gì đó, phải không? Ừ, chính là dị giới, sao vậy? Hạ Thiên thản nhiên trả lời. Thật sự có dị giới tồn tại à? Âm Vô Vũ không tin tưởng cho lắm. Hạ Thiên bĩu môi, đương nhiên là có, 12 năm trước, ta còn giết chết không ít đồ đần xuyên Việt từ dị giới nữa nè. Thần Tiên tỷ tỷ, muội muội chân dài, và bà vợ nữ hoàng của ta. Đều đến từ Tiên Vân Đại Lục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thế mà thật sự tồn tại, lông mày của Âm Vô Vũ nhíu chặt, nói như vậy, thế thì Âm Hậu khẳng định cũng biết sự tồn tại của dị giới, thậm chí nàng có khả năng cũng là người xuyên Việt từ dị giới sang đây. Trong lòng Y Tiểu Âm cả kinh, hỏi, người có chắc không? Không chắc lắm, Âm Vô Vũ không khỏi chìm đắm trong hồi tưởng, chỉ là nhớ mang máng Âm Hậu đã từng nhắc là, nàng muốn chỉ huy tất cả tộc nhân đi về một thế giới mới, một nơi hoàn toàn khác so với trái đất. Lúc đó ta chỉ cho rằng những lời này là lời nói mang tính kích động mà thôi, cũng không có để ý, hiện tại xem ra nàng hẳn là có ý đồ riêng. Điều này cũng rất bình thường. Sắc mặt của Y Tiểu Âm lạnh nhạt nói thế nào thì trái đất cũng đã tồn tại vài tỷ năm, nếu người dị giới đã có khả năng xuyên Việt qua đây, thế thì trong dòng sông lịch sử dài dằng dặc của nhân loại, nhất định đã từng xuất hiện người xuyên Việt từ rất lâu, chỉ là những người này không có được lịch sử ghi chép lại, cho nên mới khá lạ lắm. Hạ Thiên không quan tâm đến chuyện này cho lắm, bây giờ hắn là tộc trưởng Huyền Âm tộc, có thể nhận biết được vị trí và phương hướng hiện giờ của tất cả tộc nhân, trong đó có một người làm hắn cảm thấy khá hứng thú, trong lòng cũng nảy sinh một câu hỏi, liền nhìn về phía Âm Vô Vũ, thuận miệng hỏi tộc trưởng có thể cưới thánh nữ trong tộc không? Chương 2455. Tộc trưởng ra lệnh cho ngươi. Âm Vô Vũ bất thình lình bị Hạ Thiên hỏi một câu như vậy, bèn có chút sửng sốt, sau hồi lâu mới hoàn hồn trở lại, ngươi đang nói đến Tiêm Tiêm à? Đúng vậy, trước đây ta dự định thu nàng làm vợ bé tương lai của ta. Hạ Thiên trịnh trọng hỏi, hiện tại ta làm tộc trưởng, có thể cưới nàng không? Lúc này, Y Tiểu Âm liền giận dỗi, nói, nếu như nói không thể, ngươi sẽ từ bỏ hả? Đương nhiên là không. Hạ Thiên cười hì hì, nói ta chỉ thuận miệng hỏi một tí thôi. Âm Vô Vũ không khỏi cười cợt, nói chỉ cần hai bên tình nguyện, và các bà vợ của ngươi không phản đối, những cái khác, ta nghĩ hẳn không phải là vấn đề gì. Được, hết vấn đề rồi đó. Hạ Thiên gật gù, rất hài lòng về câu trả lời này. Có điều, có một việc cần phải chú ý. Lúc này, Âm Vô Vũ nghĩ tới một vấn đề lớn, thánh nữ từ trước đến giờ là người thừa kế do Âm Hậu chỉ định. Người muốn cưới Tiêm Tiêm, nhất định phải diệt trừ Âm Hậu trước. Hạ Thiên có chút khó hiểu, Âm Hậu, không phải sống rất lâu sao, căn bản là không cần người thừa kế thì phải. Âm Hậu chỉ là trường sinh bất lão, chứ không phải bất tử. Âm Vô Vũ giải thích, nàng cũng có vô số kẻ địch, đồng thời nàng cũng có đại nạn, bồi dưỡng thánh nữ chính là vì phòng ngừa Huyền Âm tộc bị người ta diệt tộc, làm đứt mất tâm huyết của nàng. Nàng đương nhiên không cách nào bất tử được. Hạ Thiên lười biếng nói, nhưng mà phương thức trường sinh có vấn đề, người mà nàng muốn bồi dưỡng e rằng cũng không phải là thánh nữ, mà là thân xác để nàng đoạt xá mà thôi. Âm Vô Vũ có chút ngạc nhiên nhìn Hạ Thiên, sao ngươi biết vậy? Chuyện này kỳ thực cũng không khó đoán. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, tùy ý nói, ở bí cảnh dưới đáy biển, nghe lão đạo sĩ đó nói qua, 100 năm trước hắn quen biết một nữ hài tử tên là Âm Tiểu Nhất, không cần nói cũng biết chắc đó là Âm Hậu. Trong lúc nói, Hạ Thiên nhìn về phía Âm Vô Vũ, người đã hơn 100 tuổi, Âm Hậu nhất định không chỉ hơn 100 tuổi. Hơn nữa lúc trước người cũng đã nói, đảo Sương Nguyệt ở trên tay Âm Hậu đã trải qua 1-200 năm phát triển, cho nên nàng chí ít đã hơn 200 tuổi. Người chí ít hơn 200 tuổi, 100 năm trước tại sao có thể là tiểu nữ hài, chỉ có hai đáp án, một là phản lão hoàn đồng, hai là đoạt xá. Vậy tại sao không phải là phản lão hoàn đồng? Âm Vô Vũ cười hỏi. Hạ Thiên bĩu môi, nếu nàng thật sự có thể phản lão hoàn đồng, liền không cần làm đống chuyện này, cũng không cần tập hợp cô nhi từ toàn thế giới để nuôi dưỡng, ngươi đừng bảo ta là nàng đang làm từ thiện.
Người quả nhiên là người thông minh, thế bình thường tại sao lại giả bộ làm mãng phu ngu ngốc? Âm Vô Vũ đầy hứng thú nhìn Hạ Thiên, nghi hoặc hỏi. Người mới là mãng phu ngu ngốc, Hạ Thiên tức giận chửi một câu, ta vốn là rất thông minh, hơn nữa là người thông minh số một thiên hạ. Y Tiểu Âm lạnh nhạt nói, hắn chẳng qua là cảm thấy không cần động não, mà trái lại hắn tin rằng nắm đấm của hắn có thể giải quyết tất cả vấn đề. Nếu như một cá nhân có sức mạnh cường đại đến nỗi nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người, thế thì đúng thật là không cần động não. Âm Vô Vũ cũng rất nhanh liền hiểu được, nếu như một ngày nào đó nàng vô địch thiên hạ, và còn trường sinh bất tử, vậy thì động não làm gì, ai gây sự với nàng thì cứ trực tiếp giết chết là xong. Cho dù một người thông minh đến nhường nào, nếu như có được sức mạnh nghiền ép, thì đều sẽ giải quyết một thể mà không cần động não. Cũng giống như lúc con người đối mặt với con kiến, sẽ không nghĩ đến việc dùng bất kỳ kế nào trong 36 kế, thay vào đó trực tiếp đạp một cước là xong. Được rồi, có thể triệu tập tất cả người trên đảo qua đây. Âm Vô Vũ cười một cái, nói tuyên bố vụ ngươi kế nhiệm tộc trưởng ở trước mặt bọn họ, và cả vụ tìm ra âm hậu. Hạ Thiên gật gù, vậy ngươi đi kêu đi, ta và vợ y y chờ ở đây là được. Âm Vô Vũ cười nhắc nhở, bây giờ ngươi là tộc trưởng, phải do ngươi ra lệnh mới đúng chứ. Chẳng phải ta đang ra lệnh với ngươi đấy sao? Hạ Thiên nói bằng giọng điệu, đương nhiên, nhìn Âm Vô Vũ, lẽ nào tộc trưởng ta đây không thể ra lệnh cho ngươi à? Cũng đúng, bây giờ ta không phải là tộc trưởng, nhưng vẫn là tộc nhân của Huyền Âm tộc, đích thật là phải nghe hiệu lệnh của tộc trưởng. Âm Vô Vũ cười khổ một tiếng, sau đó gọi một lão đầu râu bạc tới đây, giới thiệu với Hạ Thiên, hắn tên là Tề Bạch Lâu, là một trong tứ đại hộ pháp trên đảo, hiện nay phần lớn công việc trên đảo đều là do hắn xử lý. Cùng lúc đó, nàng chỉ vào người Hạ Thiên rồi nói với lão đầu râu bạc, người này là Hạ Thiên, sau này sẽ là tộc trưởng mới của Huyền Âm tộc chúng ta đã chuyển giao xương nguyệt lệnh và luồng ý thức của các tộc nhân cho hắn rồi. Trên đầu lão đầu này có một cọng lông chim màu trắng, và có râu quai nón màu trắng, nhìn có vẻ quắc thước, sau khi hắn nghe Âm Vô Vũ nói, không nói hai lời trực tiếp quỳ gối xuống đất, hộ pháp sứ Tể Bạch Lâu, khấu kiến tân tộc trưởng. Được rồi, đừng quỳ, cũng đừng dập đầu, ta không có hứng thú đối với mấy cái lễ nghi này. Hạ Thiên hơi khoát tay, nâng lão đầu râu bạc dậy từ hư không, sau này đừng làm như vậy, nhìn rất nhàm chán. Lão đầu râu bạc cười ha hả, nói, đa tạ tộc trưởng miễn lễ, cơ mà lễ nghi vẫn là phải có. Bạch Thúc, hắn xác thực không coi trọng cái này. Y Tiểu Âm ở một bên giải thích, ngươi cứ coi hắn là con cháu trong nhà là được. Lão đầu râu bạc liên tục nói, không dám, như vậy sao được, ta thật sự không làm được. Có cái gì mà không dám? Hạ Thiên bình chân như vậy nói, nếu vợ y y đã kêu ngươi một tiếng thúc, vậy ngươi liền xứng đáng. Chương 2456, lật thuyền trong mương. Âm Vô Vũ chuyển cho lão đầu râu bạc một cái ánh mắt, sau đó nói, Tề lão, ngươi trực tiếp dẫn người ra ngoài, gọi tất cả mọi người trên đảo có mặt ở đây, tân tộc trưởng có tin tức quan trọng muốn tuyên bố với nhiều người. Vâng, lão đầu râu bạc trực tiếp tuân mệnh lui ra, không có chút chần chừ nào. Vị Tề lão này, trầm ổn chín chắn, và trung thành hết mực, lúc thi hành mệnh lệnh chưa bao giờ cằn nhằn gì. Âm Vô Vũ nhìn theo lão đầu râu bạc đi xa, nói với Hạ Thiên, Hạ Thiên, cho dù ngươi có chuyện gì, đều có thể phân phó hắn đi làm. Hạ Thiên gật gù, lại nói, trên đảo này có tứ đại hộ pháp sứ, đúng không? Trừ hai tên đần mà ta tiêu diệt, tính thêm lão đầu râu bạc này, mới ba người, còn có một người nữa đâu. Người còn lại tên là Âm Mộc Tú, nàng thường ở dưới lòng đất, giám sát ba động linh khí mọi lúc. Âm Vô Vũ bỗng nhiên dậm chân, cười nói, đương nhiên, bây giờ ngươi là tộc trưởng, ngươi có thể dùng xương nguyệt lệnh truyền đạt mệnh lệnh cho nàng bất kỳ lúc nào cũng được. Thôi khỏi, để nàng ở dưới lòng đất đi, Hạ Thiên thuận miệng nói. Nếu đề tài đã nói tới đây, Y Tiểu Âm cũng không nhìn được hỏi, ngoại trừ Ứng Mộng Bạch ra, hai vị trưởng lão khác đang ở đâu? Hai vị trưởng lão khác, hẳn là cũng ở trên đảo. Âm Vô Vũ đáp lại, có điều, cụ thể ở đâu, ta cũng không rõ cho lắm. Thế nhưng, bình thường thì, tân tộc trưởng kế vị, bọn họ tất phải đích thân đến đây bái kiến. Hạ Thiên hứng hờ hỏi, hai tên trưởng lão đó tên gì, có lợi hại không? Một người tên là Tiêu Tự Tại, là người của Thiên Cung Tiêu gia, còn người còn lại. Âm Vô Vũ chợt nhớ tới cái gì đó, trên mặt không tự chủ được lộ ra tí chần chừ, theo bản năng liếc Y Tiểu Âm một cái. Hay là để Tiểu Y nói đi.
Y Tiểu Âm không có chút do dự nào, trực tiếp nói, người còn lại tên là Lục Tây Thiền, là gia gia của Lục Tiểu Oánh. Lục Tiểu Oánh là ai? Vẻ mặt của Hạ Thiên mờ mịt, gia gia nàng có gì đặc biệt à? Ta đã nói rồi, hắn sẽ không nhớ những chuyện nhỏ nhặt kia đâu. Y Tiểu Âm khẽ cười một tiếng, nói với Âm Vô Vũ, Vũ Di, ngươi còn không tin à, đừng nói Lục Tiểu Oánh, coi như là bây giờ ngươi hỏi hắn hai tên hộ pháp sứ bị hắn giết chết tên gì, hắn cũng không nhớ. Âm Vô Vũ lắc đầu, hơi cảm khái, nói, Hạ Thiên, không thể không nói, hiện tại ta rất hâm mộ ngươi. Khả năng ghi nhớ tốt thật đấy, vậy mà còn có thể ghi nhớ một ít chuyện theo tính chọn lọc. Ta không quen biết Lục Tiểu Oánh nào cả, nàng là ai vậy? Hạ Thiên suy nghĩ một hồi, vẫn chưa nhớ được gì, vợ y y, lẽ nào ta phải nhớ kỹ nàng ta sao? Y Tiểu Âm trực tiếp lắc đầu, một tiểu nhân vật mà thôi, không cần nhớ kỹ. Cái tên Lục Tiểu Oánh đã biệt tâm biệt tích 12 năm, nàng cũng là người của Âm Y Môn, xem như là sư tỷ của Y Tiểu Âm. Năm đó Phiêu Miểu Tiên Môn phái 12 cao thủ xuyên Việt tới trái đất, trong đó có một người tên là Hoa Hương Hương, đã thành kẻ giật dây sau lưng Lục Tiểu Oánh. Lúc đó, Lục Tiểu Oánh muốn lợi dụng Hoa Hương Hương, và cả gia gia của Nhạc Chi Phong, tiến hành tạo áp lực cho Y Tiểu Âm, buộc Y Tiểu Âm giao y nhân các gia, còn muốn làm môn chủ. Kết quả Hoa Hương Hương không địch lại Hạ Thiên, chính nàng cũng chết dưới tay Hạ Thiên. Hạ Thiên bĩu môi, nếu vợ y y đã nói là tiểu nhân vật, vậy thì không cần để ý. Ta nói Lục Tiểu Oánh là một tiểu nhân vật, cũng không có nói ra ra nàng là một tiểu nhân vật. Y Tiểu Âm cạn lời, nhìn Hạ Thiên một cái, nhắc nhở, dù nói thế nào thì Lục Tây Thiền cũng là một trong tam đại trưởng lão trên đảo, hơn nữa còn do Âm Hậu đích thân dạy bảo, thực lực không thể xem thường. Bây giờ ngươi đang trong giai đoạn suy yếu, tu vi vẫn còn đứng ở kim đan kỳ, tốt nhất vẫn là cẩn tác vô ưu, kẻo không thì lật thuyền trong mương. Vợ y y, ngươi lo lắng thái quá rồi. Hạ Thiên cười hì hì nói, ngươi nói hắn là mương, thế thì ắt không thể nào lật được thuyền, chưa kể ta cũng không phải là thuyền, mà là biển cả. Cái mương nho nhỏ, căn bản không đáng nhắc tới. Lúc này, bỗng nhiên có bóng người, từ đằng xa xẹt qua đây, cùng với tiếng huýt sáo. Chậm rãi hạ xuống đài cao, mỉm cười với Hạ Thiên rồi nói, ngươi nói hay lắm, quả thật là hào khí tung hoành, lão hủ cũng không nhịn được vỗ tay tán thưởng ngươi. Ngươi là ai? Hạ Thiên có chút khó chịu nhìn người đến, phát hiện là một lão đầu mặt trắng có thân hình cao lớn. Trên mặt người này không râu không lông mày, đôi mắt sắc bén giống như chim ưng, người bình thường phỏng chừng sẽ bị dọa sợ đến nỗi tè ra quần bởi ánh mắt của hắn. Lão hủ chính là mương trong miệng ngươi đây. Lão đầu không râu lạnh lùng nhìn Hạ Thiên chằm chằm, cũng tức là gia gia của Lục Tiểu Oánh, Lục Tây Thiền, một trong tam đại trưởng lão trên đảo Sương Nguyệt, nghe nói có tân tộc trưởng mới kế vị, nên cố tình tới đây bái kiến, không ngờ rằng lại là tiểu tử nhà ngươi. Ông trời đúng là chiếu cố bộ xương già ta đây, thời khắc sắp chết, vậy mà mang kẻ thù đã giết hại tôn nữ của ta đến trước mắt ta, quả là chuyện đáng mừng. Trong lúc nói, hai tay bỗng bắt chéo ở trước người, hiện lên hỏa diễm hừng hực. Đằng đằng sát khí, trừng mắt nhìn Hạ Thiên, tiểu tử, chịu chết đi. Chương 2457, ứng hiểu nguyệt ấm ức. Hạ Thiên luôn cảm thấy loại chuyện cao thủ tịch mịch này thuần túy là vô nghĩa, bởi vì hắn đã sớm vô địch thiên hạ, nhưng mà không cảm thấy tịch mịch gì cả. Thời điểm cảm nhận được một xíu tịch mịch, là cái ngày biết các cô vợ và đảo thần tiên biến mất. Nhưng rất nhanh, liền phấn chấn trở lại, tại vì cũng có không ít cô vợ và vợ bé còn ở trên trái đất. Thú vui của hắn là bớt đi một chút, cũng không phải là mất toàn bộ. Huống chi, cho dù đi tới đâu, hắn đều sẽ gặp phải kẻ thù, có thể là kẻ thù từ mấy năm trước, cũng có thể là kẻ thù từ mười mấy năm trước, càng có thể là kẻ thù của các sư phụ hắn từ mấy chục năm về trước, nói chung là có đánh nhau, nên không tịch mịch tí nào. Lúc Hạ Thiên đi theo A Cửu đến đảo Sương Nguyệt, ý định ban đầu là vì giải quyết tai hoa ngầm cho Y Tiểu Âm, không ngờ vậy mà còn gặp phải kẻ thù. Chỉ có thể nói là thế giới này vì để hắn không cảm thấy tịch mịch, thực sự là dụng tâm lương khổ. Đương nhiên, Hạ Thiên không muốn nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy loại đồ đần muốn ăn đòn này liên tục tìm tới cửa, biết rõ là đánh không lại hắn, nhưng vẫn xuất hiện muốn đánh với hắn, thật không biết não của bọn họ to bao nhiêu. Lão đầu không râu này nhìn có vẻ khí thế hừng hực, hai bàn tay bốc lên hỏa diễm, nhưng dưới cái nhìn của Hạ Thiên, thực lực còn không bằng Ứng Mộng Bạch ban nãy. Cho nên, chưa tới nửa giây, đối phương đã bị Hạ Thiên tiện tay tát một cái, đập bay hơn mấy chục mét,
trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Kết quả như thế này, không ngoài dự đoán chút nào. Vô địch có đôi khi cũng đơn giản, không cầu kỳ và khô khan. Mang Lục trưởng lão đến mật lao, và cai quản hắn. Âm Vô Vũ thở dài, phân phó với mấy tên vệ binh. Hạ Thiên bĩu môi, trưởng lão trên đảo các ngươi quá yếu, ngay cả một quyền của ta cũng không tiếp nổi. Thực lực của Lục trưởng lão hẳn là không đến nỗi này, nhưng mà... Âm Vô Vũ muốn giải thích, nhưng kết quả ở trước mắt lại khiến nàng không cách nào cãi được, đành phải nói có lẽ là do hạ tộc trưởng quá lợi hại. Y Tiểu Âm hơi nhíu mày, ta cảm giác thấy có phần cổ quái, như thể là hắn cố ý vậy. Hắn chính là cố ý đến ăn đòn. Hạ Thiên gật gù, hắn xác thực cảm thấy lão đầu không dâu đó vẫn giữ lại phần lớn thực lực, nhưng điều đó cũng không chứng tỏ được gì, bởi vì coi như đối phương toàn lực ứng phó, kết quả cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Thế nhưng, thực lực kém chính là kém, coi như hắn không cố ý, cũng không khác là bao. Âm Vô Vũ mơ hồ cảm nhận được có dự cảm không lành, bởi vì quá nhiều chuyện không đi theo đúng kế hoạch mà nàng dự định, đặc biệt là sau khi Hạ Thiên xuất hiện, cảm giác như là tất cả mọi chuyện đã không thể kiểm soát, tình hình trên đảo dường như lúc nào cũng có thể rơi vào hỗn loạn. Không lâu sau, tộc nhân trên đảo dần dần tụ tập ở trung tâm thánh điện, dưới đài cao. Trưởng lão dâu bạc đó cũng lần lượt mời những người ngoài đến đảo tới đây, trong số những người đó có Ứng Hiểu Nguyệt, Mã Khỉ Linh, Tiêu Diễm Diễm cùng với người mặt quỷ. Hạ Thiên, sao ngươi thành tộc trưởng rồi? Ứng Hiểu Nguyệt cũng sống ở trên đảo Sương Nguyệt, nên biết tầm quan trọng của vị trí tộc trưởng, cho nên vừa thấy Hạ Thiên liền không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Vẻ mặt của Hạ Thiên tùy ý trả lời, vợ y muốn ta làm tộc trưởng, nên ta làm thôi. Y Tiểu Âm, rốt cuộc ngươi đang dở trò quỷ gì? Lúc này, Ứng Hiểu Nguyệt rời mắt, lườm Y Tiểu Âm đang đứng bên cạnh Hạ Thiên, chuyện này hoàn toàn khác so với kế hoạch lúc trước của bọn ta. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng cảm thấy có gì đó sai sai, lập tức sửa lời, nói chẳng lẽ ngươi không cho bọn ta một lời giải thích sao? Không có gì để giải thích cả, Y Tiểu Âm lạnh nhạt nói, kế hoạch không thay đổi, mục tiêu không thay đổi. Về những chuyện khác, ta không có nghĩa vụ phải giải thích với ngươi. Thế nhưng, Ứng Hiểu Nguyệt hiển nhiên cực kỳ bất mãn đối với thái độ qua loa này của Y Tiểu Âm, chất vấn, ngươi làm như vậy, chỉ sợ ta rất khó lại tin ngươi lần nữa, hợp tác sau này chỉ sợ cũng không cách nào tiến hành được nữa. Hạ Thiên có chút không vui, nói, không cách nào tiến hành, thế thì đừng tiến hành. Dù sao ngươi cũng không có tác dụng gì, nếu không phải vợ y bảo ta đừng giết ngươi, thì đồ đần nhà ngươi đã chết từ lâu rồi. Hừ, trong lòng Ứng Hiểu Nguyệt ấm ức, nhưng lại không thể làm gì, đành phải tạm thời nuốt cục tức này trước đã. Y Tiểu Âm bây giờ mới mở miệng giải thích, tiểu tứ, ngươi cũng không cần giả điên như bị phản bội, lúc trước ngươi tìm ta, vốn là không hề có ý tốt gì. Cho nên ta đồng ý hợp tác với ngươi, nhưng chỉ là vì tìm một lối thoát cho tộc trưởng trên đảo mà thôi. Thứ ngươi muốn, ta với Hạ Thiên căn bản không có hứng thú gì, đến lúc đó ngươi có thể tự mình đi lấy, chúng ta sẽ không can thiệp. Cũng sẽ không hỗ trợ. Được, người cao thượng, ngươi là người tốt. Ứng Hiểu Nguyệt lạnh giọng nói, ta là người phàm tục, không có vĩ đại như vậy, ta cũng không phải là người của Huyền Âm tộc, người trên đảo không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ cần trường sinh bí pháp của âm hậu, còn có cách tiến vào thiên cung bí cảnh. Chỉ cần hai thứ đồ này, các ngươi không cướp, Nam Thiên Môn và ta có thể mặc cho các ngươi sai xử. Y Tiểu Âm lạnh nhạt nói, cứ quyết định như vậy đi. Tiểu Y, còn ta nữa, ngươi định cho ta chỗ tốt gì? Mã Khỉ Linh cười ha hả nói. Chương 2458, tạo phản. Y Tiểu Âm nhìn Mã Khỉ Linh một cái, bình thản nói, Linh Di, bây giờ còn không phải là thời điểm chia chiến lợi phẩm sau khi mọi chuyện thành công, ngươi cũng đừng có tham gia cho vui. Chờ đã, lúc này, Tiêu Diễm Diễm còn nghi hoặc trong lòng, nói với Y Tiểu Âm và Hạ Thiên, sao ta càng ngày càng hồ đồ thế này? Chẳng phải các ngươi đều tới tham gia trường sinh hội sao? Nhưng nghe các ngươi đối thoại, dường như còn có kế hoạch gì khác, mà ta lại không biết tí gì. Ngươi không biết là chuyện bình thường. Người mặt quỷ kia cười nói, bởi vì xưa giờ ngươi không có nằm trong kế hoạch, dựa theo kịch bản ban đầu, ở tiêu đảo ngươi hẳn phải bị Hoàng Trường Sinh diệt khẩu, dùng để giá họa cho Hạ Thiên. Tiêu Diễm Diễm không khỏi lườm người mặt quỷ, quát hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Ý tứ đã rất rõ ràng, người mặt quỷ chậm rãi nói, Tiêu gia các ngươi đã kết thù với Hạ Thiên, nhưng mà còn chưa tới nỗi không thể giải quyết. Cho nên Hoàng Trường Sinh muốn thêm dầu vào lửa,
nên mới mời ngươi tham gia trường sinh hội. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, cuối cùng hoàng đảo chủ tự chơi chết bản thân, thế mà ngươi còn sống đến giờ. Vẻ mặt của Tiêu Diễm Diễm như gặp phải chấn động, vẫn còn có chút khó tin, hoàng trường sinh chẳng qua chỉ là một con chó mà Tiêu gia bọn ta nuôi dưỡng, làm sao hắn dám ý kiến ý cỏ với ta. Có gì mà không dám. Lúc này, Ứng Hiểu Nguyệt liếc mắt nhìn Tiêu Diễm Diễm một cái, có phần khinh bỉ, nói, ở Tiêu đảo, hoàng trường sinh muốn làm gì đều phải nghe theo lời hắn, người đã chết ở đó, hắn nói là Hạ Thiên làm, người cảm thấy Tiêu gia ngươi sẽ tin hay không? Đáp án đương nhiên là tin. Bởi vì người nhà họ Tiêu cũng cảm thấy hoàng trường sinh là một con chó do bọn hắn nuôi dưỡng, tuyệt đối không dám phản bội bọn họ. Tiêu Diễm Diễm nhìn có vẻ già đời và phong trần. Thật ra bên trong vẫn là một tiểu cô nương không dành thế sự mà thôi, bình thường ngụy trang đến mức diêm dúa và vô song, nhưng kỳ thật là vì để che giấu sự yếu đuối của bản thân mà thôi. Đương nhiên, sự yếu đuối của nàng là đối với loại người từng trải như Ứng Hiểu Nguyệt, Mã Khỉ Linh và Hoàng Trường Sinh. Còn đối với người bình thường, nàng quả thật cũng không phải hạng người tốt lành gì. Ngay khi Tiêu Diễm Diễm nhận phải cú sốc nhân sinh, người trên đảo đã lần lượt kéo đến đông đủ. Hồi bẩm tộc trưởng, tộc nhân đã đến đông đủ rồi. Lão đầu râu bạc tên Tề Bạch Lâu, mang theo Bạch Tiêm Tiêm đi tới trước mặt Hạ Thiên, khúm na khúm núm báo cáo. Bạch Tiêm Tiêm nghe được xưng hô của lão đầu râu bạc đối với Hạ Thiên, con mắt lập tức trợn tròn, trên khuôn mặt đẹp ngập tràn vẻ khó tin. Bạch Thúc, người kêu hắn là gì? Bạch Tiêm Tiêm kinh ngạc, hỏi. Sắc mặt của lão đầu râu bạc cung kính, giải thích với Bạch Tiêm Tiêm. Vị này chính là tân tộc trưởng của Huyền Âm tộc chúng ta, Tiêm Tiêm, còn không mau qua đây bái kiến tộc trưởng. Sao hắn lại là tộc trưởng, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Bạch Tiêm Tiêm không cách nào tiếp nhận hiện thực này, chẳng phải hôm nay hắn mới lên đảo thôi sao? Có tư cách gì mà làm tộc trưởng, dựa vào cái gì để làm tộc trưởng? Dứt lời, Bạch Tiêm Tiêm lại nhìn về phía Âm Vô Vũ, Vũ tỷ tỷ, chuyện này rốt cuộc là sao thế? Bối phận của các nàng đúng thật là đủ loạn. Hạ Thiên nghe cách xưng hô của Bạch Tiêm Tiêm dành cho Âm Vô Vũ, không khỏi có chút cạn lời. Âm Vô Vũ là tộc trưởng đời trước, là người lãnh đạo trực tiếp của lão đầu râu bạc, hiển nhiên tuổi tác và bối phận cũng cao hơn hắn. Bạch Tiêm Tiêm kêu lão đầu râu bạc là Bạch Thúc, nhưng lại kêu Âm Vô Vũ là Vũ tỷ tỷ, chuyện này thực sự là đủ loạn. Y tiểu âm chừng Hạ Thiên một cái, có loạn cũng không loạn như các cô vợ của ngươi. Nói như vậy cũng không sai, trong hậu cung của Hạ Thiên, cái thứ bối phận này đúng thật là lộn xộn. Vừa có tu tiên giả vừa có người bình thường, vừa có quan hệ mẹ con thầy trò như Dạ Ngọc Mị và Tống Ngọc Mị, cũng có loại quan hệ phân thân của bản tôn như Cơ Thanh Ảnh và Cơ Thanh Thuần, về phần quan hệ tỉ muội cũng không quá nhiều. Suy cho cùng, cái gọi là bối phận đã không còn chút ý nghĩa gì, bởi vì đều bị tên Hạ Thiên kỳ hoa này thống nhất và cân bằng, cùng lắm là phân biệt theo vợ và vợ bé. Vợ bé và vợ bé dự bị. Vợ y y, người nói như vậy là sai. Hạ Thiên ôm eo của Y Tiểu Âm, cười hì hì, nói, người cũng là vợ của ta, người cảm thấy loạn à? Y Tiểu Âm biết tính tình Hạ Thiên, nên giờ không rảnh phí lời với hắn, trực tiếp mặc kệ hắn. Tại sao ngươi lại nhường tộc trưởng cho hắn, có phải là hắn đã làm gì ngươi rồi không? Bạch Tiêm Tiêm chỉ vào Hạ Thiên, hỏi Âm Vô Vũ, người nói cho ta giúp người đánh hắn xả giận. Người đừng rời bỏ chúng ta, được không? Lúc này, Âm Vô Vũ ôm lấy đầu của Bạch Tiêm Tiêm, cười nói, hài tử ngốc, làm sao ta lại rời bỏ các ngươi được? Sau khi trấn an Bạch Tiêm Tiêm vài câu, lại hướng về phía tất cả những người đang dưới đài, trịnh trọng nói, ta nhường vị trí tộc trưởng cho Hạ Thiên, cũng không phải là cảm hứng nhất thời, cũng không phải là bị uy hiếp gì, mà là kết quả sau khi đã đắn đo suy nghĩ, và là kết quả tốt nhất. Ta phản đối. Chuyện này tuyệt đối không được. Trong đám người, có bóng người khí thế bừng bừng xông lên đài cao, đi tới trước đám người Hạ Thiên, thình lình chính là Bạch Kỳ Thạch trước đó. Âm Vô Vũ nhíu mày, lạnh lùng lườm Bạch Kỳ Thạch một cái, Tiểu Kỳ, người đi xuống, đừng có phá đám vào lúc này. Ta không đi xuống, Bạch Kỳ Thạch lại dám trực tiếp nghênh đón ánh mắt của Âm Vô Vũ, lớn tiếng quát tháo, nói Âm Vô Vũ, loại hành vi này của ngươi là đang bán đứng tộc nhân, bán đứng đảo Sương Nguyệt. Càng là bán đứng Âm Hậu, ta không giống tổ nãi nãi như ngươi, ngươi cũng không xứng làm tộc trưởng. Sắc mặt của Âm Vô Vũ khẽ biến, cảm thấy có gì đó không đúng, ngươi muốn làm gì? Các tộc nhân, các ngươi tuyệt đối đừng bị lừa.
Bạch Kỳ Thạch vung cánh tay lên, nói với các tộc nhân bên dưới đài cao, Bạch Kỳ Thạch ta đã đạt được sắc phong do chính miệng Âm Hậu nói, ta mới là tân tộc trưởng danh chính ngôn thuận. Dứt lời, lại chỉ về phía đám người Hạ Thiên và Y Tiểu Âm, còn bọn họ, đến đảo, là vì giết Âm Hậu. Âm Hậu là thần của chúng ta, tuyệt đối không cho phép bọn họ có bất kỳ hành vi khinh nhờn nào. Hiện tại ta với tư cách là tân tộc trưởng, truyền đạt mệnh lệnh đầu tiên, giết bọn chúng. Chương 2459. Trò trẻ con. Biến cố quá nhanh, từng cái xuất hiện. Tộc nhân Huyền Âm tộc ở dưới đài cao đã có chút đứng hình, hoàn toàn không biết là chuyện gì đang diễn ra, cũng không biết nên tin ai. Có điều, Bạch Kỳ Thạch hiển nhiên đã sắp xếp mấy người hưởng ứng, cho nên rất nhanh liền có người nổi giận, gầm lên một tiếng, dám bất kính đối với Âm Hậu, giết bọn chúng đi. Tiếp đó, lại có người phụ họa, không có Âm Hậu, là không có Huyền Âm tộc chúng ta, giết bọn chúng đi. Một ngoại nhân không xứng làm tộc trưởng của chúng ta, Bạch đội trưởng mới là tân tộc trưởng của chúng ta. Bạch Kỳ Thạch tộc trưởng vạn tuế. Chỉ chốc lát sau, nhiều tiếng hoan hô vang lên từ mọi nơi, chẳng mấy chốc trở nên đồng lòng, một vài tộc nhân của Huyền Âm tộc không hiểu rõ chân tướng nhân cũng bị kích động theo, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cứ mù quáng kêu theo những người này. Âm Vô Vũ nhìn thấy cảnh này, đương nhiên là biết chuyện gì đang xảy ra, lạnh giọng quát lên, Bạch Kỳ Thạch, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, mang theo người của ngươi, cút ra ngoài. Không đời nào, sắc mặt của Bạch Kỳ Thạch xúc động và phẫn nộ, khuôn mặt dữ tợn, chỉ vào Âm Vô Vũ, nói, ngươi đừng tưởng rằng còn có thể điều khiển được ta, Bạch Kỳ Thạch ta đã được chú định trở thành chủ nhân của đảo Sương Nguyệt, ngươi không ngăn được ta, cũng không xứng để ngăn ta. Bắt đầu từ bây giờ, Bạch Kỳ Thạch ta và ngươi chấm dứt quan hệ. Ha ha, Âm Vô Vũ giận quá hóa cười, cũng có gan đó, nói thẳng đi, là ai bày ngươi làm như vậy? Nói ra, ta có thể không truy cứu hành động lỗ mãng lần này của ngươi. Bạch Kỳ Thạch đầu tiên là ánh mắt lấp lóe, sau đó lại phẫn nộ, mắng, đừng tưởng rằng ngươi còn có thể thao túng ta, huyết mạch cấm chế của ngươi đã vô hiệu với ta. Âm Vô Vũ, ngươi nói gì cũng vô dụng, ngươi đã phản bội Âm Hậu, quả thật là tội ác tày trời, ai cũng không thể cứu được ngươi. Dứt lời, lại xoay người trừng mắt với đám người Hạ Thiên, còn các ngươi nữa, ngày hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Chỉ bằng đồ đần nhà ngươi ư? Hạ Thiên bĩu môi, bại tướng dưới tay thì đừng quay lại đây tự làm mất mặt. Nói láo, Bạch Kỳ Thạch cua tay chỉ Hạ Thiên, vẻ mặt ngạo nghễ nói, lần trước là do ta bất cẩn, nên không tính. Lần này ta không đánh chết tươi ngươi, ta không phải họ Bạch. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ngươi muốn họ gì thì liên quan gì tới ta, cơ mà, ngươi thật cho rằng bị người ta đâm vài châm, tăng thêm một chút thực lực, liền có thể động thủ với ta ư? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ánh mắt của Bạch Kỳ Thạch khẽ biến, nhưng sau đó sắc mặt lại như thường, lạnh giọng nói, có ngon, thì bây giờ hãy đấu với ta một trận. Ai thắng thì người đó chính là tộc trưởng, còn ai thua thì cút khỏi đảo Sương Nguyệt. Hạ Thiên, ngươi không cần để ý tới hắn. Sắc mặt của Âm Vô Vũ trở nên âm trầm, khí tức khắp người cũng thay đổi, so với sự bình tĩnh và thong dong trước kia như thể là hai người hoàn toàn khác, gia môn bất hạnh, nên mới có tên cặn bã này. Cứ để ta thanh lý môn hộ đi. Đối mặt với khí thế áp bức của Âm Vô Vũ, Bạch Kỳ Thạch lại không có sụp đổ, mà trái lại còn kích động hơn, người họ Âm, ta họ Bạch, ai là người nhà với ngươi? Đừng tưởng ngươi chia một tí huyết thống cho ta, là có thể khoa tay múa chân với ta cả đời. Âm Vô Vũ à, thời đại đã thay đổi rồi. Ha ha, thời đại xác thực đã thay đổi. Âm Vô Vũ cười gần hai tiếng, khinh thường nhìn Bạch Kỳ Thạch, nhưng mà điều này cũng chẳng liên quan gì tới ngươi. Nếu như không có huyết mạch của ta, chỉ bằng loại căn cốt thấp kém của Bạch gia các ngươi, ngươi còn không đến được điểm cuối của thời đại. Bây giờ lại còn dám kêu gào với ta, đúng là đồ chó má không rõ tình thế, cút xuống cho ta. Tiếng quát mắng tựa như lôi đình. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một luồng khí màu đen, từ bên trong có một tia sét màu đen bắn ra, trúng ngay mi tâm của Bạch Kỳ Thạch. A, Bạch Kỳ Thạch kêu thảm một tiếng, trực tiếp từ trên đài cao té xuống, nhưng rất nhanh liền bò dậy, chỉ vào đài cao rồi mắng, đừng tưởng chút thủ đoạn này của ngươi là có thể làm gì được ta, Bạch Kỳ Thạch ta là thiên mệnh chi tử, há có thể để ngươi cướp lấy. Bạch Kỳ Thạch chộp đứt tia sét màu đen dính trên mi tâm hắn. Song trưởng vừa giơ liền tuôn ra xương trắng cuồn cuộn, chỉ vung lên một cái, cả người liền biến mất trong màn xương. Điêu trùng tiểu kỹ trò trẻ con còn dám lấy ra để rước nhục,
thực sự là buồn cười. Âm Vô Vũ lắc đầu, trong mắt có phần thất vọng, vốn cho rằng ngươi dám đứng ra phản đối ta, là có được cơ duyên to lớn gì, nào ngờ chỉ có loại thủ đoạn nhỏ này. Giữa không trung, khói trắng phút chốc lóe lên, Bạch Kỳ Thạch lập tức xuất hiện ở phía sau Âm Vô Vũ, đánh một quyền đánh ngay giữa lưng nàng, lão thái bà ngươi, chết đi cho ta. Cẩn thận, Y Tiểu Âm nhìn thấy trong lòng bàn tay Bạch Kỳ Thạch có vệt hàn mang lóe lên, không khỏi nhắc nhở với Âm Vô Vũ, trên tay hắn có gì đó cổ quái. Âm Vô Vũ cũng không có để ở trong lòng, mặc cho Bạch Kỳ Thạch đánh trúng. Đúng như dự đoán, một vệt hàn mang đánh vào giữa lưng Âm Vô Vũ, sau đó nổ ra một luồng ánh sáng chói lóa, chiếu toàn bộ thánh điện, thậm chí hơn một nửa bầu trời đã thành màu trắng. Sau khi ánh sáng trắng tiêu tán, cổ họng của Âm Vô Vũ khó chịu, tiếp theo liền há mồm phun ra một ngụm máu, phốc. Ha 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 ha, lão thái bà, người cũng có ngày hôm nay. Bạch Kỳ Thạch hưng phấn không thôi nhìn vẻ mặt suy nhược của Âm Vô Vũ, ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi à? Đã nói thời đại thay đổi rồi, ngươi còn không tin, lại còn nói căn cốt của Bạch gia thấp kém, bây giờ biết sự lợi hại của ta rồi chứ? Chương 2460. Bạch Lãng Thao Thiên. Bạch Tiêm Tiêm lập tức đỡ Âm Vô Vũ đang lảo đảo, nói với Bạch Kỳ Thạch, Bạch Kỳ Thạch, ta không ngờ rằng ngươi lại là người như thế, dám ra tay với Vũ tỷ tỷ nặng đến vậy. Nếu mà không có Vũ tỷ tỷ, Bạch gia các ngươi đã xuống dốc từ lâu rồi, và ngươi cũng sẽ không có ngày hôm nay. Tiêm Tiêm, ngươi còn nhỏ, nên chưa hiểu. Bạch Kỳ Thạch hừ lạnh một tiếng, nói với Bạch Tiêm Tiêm, ngươi né sang một bên đi, chờ ta giải quyết xong lão thái bà này, lại giết bọn xâm lược, ta liền quang minh chính đại cưới ngươi làm vợ, để ngươi trở thành tộc trưởng phu nhân cao cao tại thượng, ngươi đừng vội nha. À, thì ra tên đần nhà ngươi muốn chết lắm rồi. Hạ Thiên vốn còn đang hứng thú quan sát ở một bên, kết quả là Bạch Kỳ Thạch lại còn dám trêu chọc vợ bé tương lai của hắn, điều này làm cho hắn rất khó chịu, Bạch Tiêm Tiêm là vợ bé tương lai của ta, tốt nhất là ngươi đừng có ý đồ với nàng, bằng không, bây giờ ta liền xử lý ngươi, màn kịch sau đó, ngươi cũng không cần phải diễn. Hừ, Bạch Kỳ Thạch trừng Hạ Thiên một cách dữ tợn, Hạ Thiên, ngươi đừng gấp, lát nữa sẽ đến lượt ngươi. Ta sẽ đích thân tiễn ngươi về Tây Thiên. Đến lúc đó, bao gồm cả Y Tiểu Âm, cũng sẽ trở thành người đàn bà của ta, người liền mang theo cái sừng xuống âm phủ. Ặc, lời còn chưa nói hết, cả người Bạch Kỳ Thạch đã bị Hạ Thiên một cước đạp bay. Kha kha, chiêu này vô dụng với ta, thân thể của Bạch Kỳ Thạch lập tức hóa thành một đám khói trắng, hóa giải lực đạo của Hạ Thiên, sẵn đây nói cho ngươi biết, ta của hiện tại, đã sớm thoát thai hoán cốt. Trừ Âm Hậu ra, ai cũng không phải là đối thủ của ta. Đối với lời này, Hạ Thiên chỉ có hai chữ để đánh giá, đồ đần. Oanh! Thân thể của Bạch Kỳ Thạch nặng nề va phải một vách tường, xương cốt và lục phủ ngũ tạng hầu như đã bị bể, thất khiếu trong nháy mắt đồng loạt phun máu, chuyện này sao có thể? Dựa theo thông lệ trước kia, Hạ Thiên khẳng định sẽ nói một câu có gì mà không thể. Hoặc là chuyện bất khả thi đều phát sinh mỗi ngày, nhưng mà lúc này hắn không hề nói gì. Bởi vì thời điểm này, Bạch Kỳ Thạch một lần nữa đứng dậy, thân thể cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ, khóe môi nhếch lên nụ cười châm biếm như có như không, thật cho rằng, một cước của ngươi liền có thể giết chết ta ư. Lão tử chỉ là diễn theo trò hề của ngươi mà thôi, coi vẻ mặt của ngươi kìa, đúng là buồn cười thật đấy. Thân thể của hắn đã bị cải tạo, Y Tiểu Âm quan sát một hồi, nói với Hạ Thiên, dùng châm pháp của Âm Y Môn, nhưng không thấy cây châm nào cả, lẽ nào thật là do Âm Hậu ra tay. Hạ Thiên lạnh nhạt nói, mặc dù ta chưa từng thấy tên Âm Hậu kia, nhưng châm pháp của hắn không phải là từ Âm Hậu, mà là từ một người khác. Ngươi nhìn ra là của người nào rồi hả? Y Tiểu Âm hỏi. Tiểu Y, ngươi là người trong cuộc cơ mà. Lúc này Âm Vô Vũ đã bình phục trở lại, nói với Y Tiểu Âm, ở đảo Sương Nguyệt, ngoại trừ Âm Hậu, còn có ai biết sử dụng châm pháp âm y môn cao siêu như vậy? Y Tiểu Âm đột nhiên khôi phục lại tinh thần. Sắc mặt có phần phức tạp, nói, là, lão môn chủ. Đúng, Âm Vô Vũ thở dài, xem ra hắn đứng về phe Âm Hậu rồi. Y Tiểu Âm không nói gì, lão môn chủ đối với nàng mà nói thật sự là một người cực kỳ phức tạp, có thể nói là như thầy như cha, nhưng đồng thời lại là người chèn ép nàng ác nhất. Người âm y môn, năm đó khiến người ta nghe tên đã sợ mất mật, cũng có chút liên quan đến tác phong làm việc tàn nhẫn của lão môn chủ. Những năm kia, mặc dù nàng giữ vững lập trường không chủ động hại người,
nhưng mà những người khác trong âm y tuy cũng chịu sự sai khiến của lão môn chủ, khắp nơi dùng châm pháp âm y môn để kiếm tiền và hại người, có thể nói là sát nhân hàng loạt, tội ác tày trời. Tiểu y, người tuyệt đối đừng có hồ đồ. Âm Vô Vũ thấy sắc mặt của y tiểu âm có gì đó không đúng, lập tức khuyên, tên Tiêu Vô Bệnh kia căn bản không có tình cảm, hắn nuôi các ngươi lớn, chẳng qua chỉ là đang bồi dưỡng một nhóm công cụ kiếm tiền mà thôi. Nếu như ngươi không kiếm được tiền, phỏng chừng đã sớm bị hắn đích thân xử tử. Hắn chấp trưởng ngoại âm y môn nhiều năm như vậy, tộc nhân chết ở trên tay hắn không có 1.000 cũng có 800 người, chớ nói chi là tính mạng của những người khác. Ta biết, y tiểu âm thở dài, thu tâm tình ban nãy, nếu đã quyết định muốn làm như thế, thế thì ta tuyệt đối sẽ không dao động. Không nghĩ rằng, hắn vậy mà lại lợi dụng Bạch Kỳ Thạch làm quân cờ, chuyện này là sai sót của ta. Âm Vô Vũ có chút cảm khái, nói thật ra đứa nhỏ Bạch Kỳ Thạch này bản tính không xấu, chỉ là luôn luôn háo thắng, đáng lẽ ta nên quan tâm hắn hơn, đáng tiếc. Đủ rồi, Bạch Kỳ Thạch hiện tại đã thoát thai hoán cốt, thính giác đã vượt xa người thường. Lời của Âm Vô Vũ hắn đương nhiên đã nghe được, lão thái bà, người bớt làm bộ làm tịch, ngày hôm nay, các ngươi đều phải chết, nói cái gì cũng vô dụng. Xem Bạch Lãng Thao Thiên của ta đây. Vừa dứt lời, Bạch Kỳ Thạch giơ tay, đẩy một cái, sóng biển cuồn cuộn sinh ra từ hư không, xông thẳng tới đài cao như sóng thần. Không được, đây là bí kỹ của âm hậu, mọi người mau tránh ra. Âm Vô Vũ vừa nhìn thấy tầng tầng lớp lớp sóng biển này, trong lòng lập tức rùng mình. Không thể lo được cho những người khác, chỉ có thể thuận lợi ôm lấy Bạch Tiêm Tiêm rồi bay ra xa. Những người khác quả thực cũng không kịp chạy trốn, trực tiếp bị sóng lớn cuồn cuộn này nuốt chừng, cả tòa đài cao trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ. Chương 2461, ý chỉ của âm hậu. Sóng biển cuồn cuộn, phô thiên cái địa. Đài cao xây bằng đá, trông có vẻ kiên cố, kết quả là thoáng chốc liền vỡ tung. Người đứng phía trên, cả kinh và bay tứ phía. Có người trốn kịp, tỉ như Âm Vô Vũ mang Bạch Tiêm Tiêm theo, chỉ dùng 1-2 giây liền chạy đến nơi an toàn, nhưng vẫn nhận phải một chút xung kích, phỏng chừng bị thương không nhẹ. Lúc này trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi nhìn cảnh tượng hỗn loạn kinh tâm động phách kia. Những người còn lại dường như đều bị sóng biển bao phủ, không rõ sống chết. Ha ha ha, ta đã nói rồi, có thể làm chủ nhân đảo Sương Nguyệt, chỉ có một mình Bạch Kỳ Thạch ta. Bạch Kỳ Thạch mắt thấy những kẻ vừa rồi còn khiêu khích hắn chê cười đã bị làn sóng của hắn cuốn đi một thể, tâm tình sảng khoái khó có thể hình dung. Hạ Thiên, ta thấy ngươi chính là tên rác rưởi, vậy mà còn dám đối đầu với ta, quả thực là điếc không sợ súng. Đại đa số tộc nhân của Huyền Âm tộc lập tức bao vây Âm Vô Vũ, ân cần hỏi, âm tộc trưởng, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, các ngươi đứng ở đây, đừng động đến chuyện này. Âm Vô Vũ hét lên một tiếng. Bạch Kỳ Thạch thấy thế, đáy lòng dâng lên một chút ấm ức, quả nhiên đại đa số tộc nhân vẫn đi về phía lão thái bà này, quả nhiên không thể giữ nàng lại, bằng không, coi như ta làm tộc trưởng, cũng rất dễ trở thành con rối của nàng. Ta hỏi ngươi, Âm Vô Vũ lạnh lùng nhìn Bạch Kỳ Thạch chằm chằm, chất vấn, ngươi thật sự đã gặp âm hậu rồi ư? Đó là đương nhiên, Bạch Kỳ Thạch, cây ngay không sợ chết đứng, nói, nếu như không gặp âm hậu, thì sao ta biết được bí kỹ của âm hậu? Hiện tại các ngươi nên chấp nhận hiện thực đi, ta mới là tân tộc trưởng của Huyền Âm tộc, ai tán thành? Ai phản đối? Âm Vô Vũ vẫn còn hơi khó tin, ánh mắt nghi ngờ nhìn Bạch Kỳ Thạch. Tuy Bạch Kỳ Thạch đã triệt để vạch ranh giới với Âm Vô Vũ, nhưng mà hắn cũng biết suy cho cùng thì Âm Vô Vũ đã làm tộc trưởng mười mấy năm, uy danh trong lòng các tộc nhân là không thể dung chuyển. Nếu như có thể làm nàng kinh sợ, thì vị trí tộc trưởng của hắn mới có thể coi như vững chắc. Và đáng tin hơn rất nhiều so với một sự đồng ý mơ hồ và vô căn cứ từ âm hậu. Ngươi cũng thấy đấy, Bạch Kỳ Thạch chỉ đài cao bị hắn oanh sập, hỏi ngược lại Âm Vô Vũ, nếu như không phải âm hậu truyền thụ, thì sao ta lại biết Bạch Lãng Thao Thiên, và làm sao lại có uy lực lớn như vậy được? Sắc mặt của Âm Vô Vũ có chút biến ảo khôn lường, trong lòng suy đoán mức độ tin cậy trong lời nói của Bạch Kỳ Thạch, rất nhanh liền phỏng đoán mục đích mà âm hậu làm như vậy đến tột cùng là cái gì. Còn về an nguy của đám người Y Tiểu Âm và Hạ Thiên, nàng cũng không lo lắng lắm, nàng có thể tránh thoát, thì không lý nào mà bọn Hạ Thiên và Y Tiểu Âm lại không tránh được, bọn họ núp không hiện thân, nhất định là đang có ý đồ gì. Người gặp âm hậu ở đâu? Âm Vô Vũ đang kéo dài thời gian cho bọn Hạ Thiên càng nhiều càng tốt, bèn bắt đầu vòng vo với Bạch Kỳ Thạch.
Bạch Kỳ Thạch thấy giọng điệu của Âm Vô Vũ dường như đã hòa hoãn hơn không ít, lập tức có ảo tưởng có thể thuyết phục nàng, cỗ sát tâm dịu dần theo bản năng, đương nhiên là nhà trúc giữa đảo, chỗ đó vốn là chỗ ở của Âm Hậu, lúc ta qua đó đưa cống phẩm, vừa may gặp được lão nhân gia nàng. Khi nào, Âm Vô Vũ nhíu mày, nhà trúc giữa đảo đích thị là chỗ ở của Âm Hậu, chỉ có điều hành tung của Âm Hậu không rõ, rất ít khi xuất hiện trong ngôi nhà trúc đó. Trong mấy chục năm qua, sự việc đưa cống phẩm và may mắn gặp phải Âm Hậu cũng đã xảy ra, nhưng cũng chỉ có một, hai trường hợp mà thôi. Bạch Kỳ Thạch hơi bực mình, hiển nhiên không muốn trả lời câu hỏi của Âm Vô Vũ, chỉ là không ít tộc nhân đang vây quanh, khiến hắn nhất thời không tiện phát tác, nửa tiếng trước. Nửa tiếng trước, trong lòng Âm Vô Vũ đang toan tính, lúc đó hẳn là lúc Hạ Thiên vừa mới đánh nhau với Bạch Kỳ Thạch, nếu như Âm Hậu thực sự là tìm hắn sau khoảng thời điểm đó. Thế thì đã nói rõ Âm Hậu rất có thể đã sớm có dự định này, đây là một nước cờ đã được lên kế hoạch từ lâu, nhưng mà Âm Hậu làm như vậy đến tột cùng là muốn làm gì? Âm Vô Vũ ngẫm nghĩ vài giây, vẫn nhìn Bạch Kỳ Thạch một cách hoài nghi, rốt cuộc Âm Hậu đã nói với ngươi cái gì, vì sao tự dưng lại truyền vị trí tộc trưởng cho ngươi? Nàng nói, Bạch Kỳ Thạch đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một âm thanh, tiếp theo đó nhanh chóng sửa lời, lườm Âm Vô Vũ rồi nói. Lão thái bà, ngươi muốn làm gì, ngay cả Âm Hậu mà ngươi cũng hoài nghi sao? Nếu mà ngươi thật sự muốn biết lý do, thì ngươi tự tìm Âm Hậu hỏi thử là biết liền. Ta chỉ tiếp nhận mệnh lệnh của Âm Hậu, sau đó làm theo những gì mà nàng phân phó cho ta. Âm Vô Vũ cảm nhận được biến hóa trong mắt của Bạch Kỳ Thạch, trong lòng rùng mình, quả nhiên có người đang âm thầm chỉ điểm hắn, chỉ là không biết rốt cuộc có phải là Âm Hậu hay không. Ta nói lại lần cuối, để ta làm tộc trưởng. Đó là ý chỉ của Âm Hậu, trên đảo Sương Nguyệt ai cũng không thể cãi. Bạch Kỳ Thạch cũng từ bỏ ý định khiến cho Âm Vô Vũ thừa nhận hắn, trực tiếp đưa tay về phía nàng, bây giờ ngươi giao Điệp Mộng Tâm Pháp và Sương Nguyệt lệnh ra đây. Cái gọi là gặp qua Âm Hậu, có được ý chỉ của nàng để ngươi làm tộc trưởng, đây đều là lời từ một phía của ngươi, ta không thể tin ngươi được. Âm Vô Vũ lắc đầu, nhàn nhạt cự tuyệt nói, cho nên, ta vẫn giữ nguyên quyết định của ta, tộc trưởng tân nhiệm chính là Hạ Thiên. Ta cũng đã giao Điệp Mộng Tâm Pháp và Sương Nguyệt lệnh cho hắn. Ngươi nói cái gì? Bạch Kỳ Thạch còn tưởng rằng mình đã nghe lầm, sau đó thẹn quá hóa giận, lội Âm Vô Vũ, lão thái bà, người đây là tự tìm đường chết. Ngay cả mệnh lệnh của Âm Hậu cũng dám cãi, ta thấy ngươi đúng thật là già nên hồ đồ rồi, lại truyền vị trí tộc trưởng cho một ngoại nhân, ngươi chính là tội nhân lớn của Huyền Âm tộc chúng ta, ngày hôm nay ta liền giết ngươi, miễn trừ tai họa ngầm thay các tộc nhân. Chương 2462. Đảo Sương Nguyệt sắp chìm. Người bình tĩnh chút đi. Lúc này, Bạch Tiêm Tiêm ngăn ở trước người Âm Vô Vũ, nói với Bạch Kỳ Thạch, nói thế nào thì Vũ tỷ tỷ cũng là tổ nãi nãi của ngươi, ngươi không thể làm như vậy với nàng. Cút ngay, sát tâm của Bạch Kỳ Thạch đã cháy đến đỉnh điểm, huyết mạch cấm chế giữa ta và nàng đã bị Âm Hậu xóa bỏ, bây giờ nàng cũng không phải là tộc trưởng, mà là tội nhân. Ta muốn thay Âm Hậu đánh chết tội nhân ngay tại đây. Bạch Tiêm Tiêm lạnh lùng nói, không, ta sẽ không để ngươi động thủ với Vũ tỷ tỷ. Thế thì đi chết chung luôn đi. Bạch Kỳ Thạch lửa giận khó bình, chỉ vào Bạch Tiêm Tiêm rồi nói, thật nghĩ rằng dung mạo của mình xinh đẹp, là muốn làm gì thì làm, rồi tất cả mọi người sẽ tha thứ cho ngươi một cách vô tội vạ à. Ta chưa từng bao giờ nghĩ mình như thế. Bạch Tiêm Tiêm nghiêm mặt, cố chấp che ở trước người Âm Vô Vũ, chẳng qua là ta cảm thấy tất cả mọi người đều là tộc nhân, là người nhà, tại sao phải đấu đá như thế, trước đây không phải đều chung sống yên bình và vui vẻ đấy sao? Bạch Kỳ Thạch không khỏi cười nhạo, nhìn Bạch Tiêm Tiêm rồi lắc đầu, có chút cảm thán, người đúng thật là một tiểu nữ hài ngây thơ hết thuốc chữa, cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết. Người giả làm một thiếu nữ vô tri không phải tốt sao? Cứ nhất quyết muốn can thiệp vào. Đến lúc đó tam quan của ngươi sụp đổ, lâm vào tuyệt vọng, thì cũng đừng trách ta trước đó sao không nhắc nhở ngươi. Lời này của ngươi là có ý gì? Bạch Tiêm Tiêm rõ ràng cảm nhận được trong lời nói của đối phương có vấn đề, không khỏi hỏi tiếp, cái gì gọi là ta không thấy, cũng không biết. Lẽ nào các ngươi đang gạt ta chuyện gì ư? Bạch Kỳ Thạch lạnh giọng cười cười, sao ngươi không hỏi người phía sau ngươi đi? Vũ tỷ tỷ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Bạch Tiêm Tiêm quả nhiên xoay người nhìn về phía Âm Vô Vũ, vẻ mặt khẩn thiết dò hỏi. Âm Vô Vũ lạnh nhạt nói, không có chuyện gì cả, chỉ là tên xúc sinh ngỗ nghịch này muốn đoạt quyền mà thôi.
Người quả là ngu xuẩn mất khôn, đến bây giờ còn muốn che giấu chân tướng. Bạch Kỳ Thạch đã đoán trước được phản ứng của Âm Vô Vũ, bỗng nhiên lớn tiếng nói, các tộc nhân, các người nghĩ rằng Bạch Kỳ Thạch ta chỉ là muốn đoạt quyền. Chỉ là muốn làm tộc trưởng thôi sao? Không, ta là vì cứu vớt đảo Sương Nguyệt, cứu vớt Huyền Âm tộc. Nữ nhân này, đang nói, tay hắn chỉ vào người Âm Vô Vũ, tất cả hành động của nàng, căn bản không xứng làm tộc trưởng của chúng ta. Các ngươi có biết, những năm qua linh khí trên đảo chúng ta, tại sao dần dần thiếu hụt không? Thân thể của chúng ta cũng không còn được như trước nữa. Hơn nữa, tỷ lệ tử vong của các tộc nhân trên đảo cũng tăng lên đáng kể, rất nhiều căn bệnh nhẹ mà trước đây chúng ta hoàn toàn không xem trọng, nhưng bây giờ chúng lại có thể cướp đi tính mạng của tộc nhân chúng ta. Bạch Kỳ Thạch hỏi từng câu một, lại như thể là búa tạ đập vào trái tim của tất cả tộc nhân Huyền Âm tộc ở đây. Đảo Sương Nguyệt, thật ra tên thật là đảo Linh, cũng gọi là đảo Trường Sinh, còn cái gọi là hòn đảo thức tỉnh linh khí, đó là cách xưng hô của người ngoài đảo. Bởi vì trên đảo có nguồn linh khí dồi dào mà đại lục không có được, làm cho cư dân trên đảo có thể sống đến hơn 100 tuổi mà không có bệnh tật gì, mãi đến tận 150 tuổi mới đạt tới ngưỡng cửa cuộc đời, lúc đó cũng là chết vì tuổi già, cái chết tương đối thanh thản, hoàn toàn không để lại người ta cảm giác khó chịu nào, người trên đảo cũng vì thế mà chưa bao giờ cảm thấy rằng cái chết tuy không phải chuyện đáng mừng gì, nhưng cũng không phải là chuyện quá đáng sợ. Chỉ có điều, những năm gần đây, tình hình trên đảo có thiên hướng không lạc quan. Đầu tiên là, cơ thể của các tộc nhân trở nên yếu hơn trước kia, tần suất mắc bệnh cao hơn lúc trước rất nhiều, hơn nữa cũng có một ít lão nhân vào thời điểm qua đời, đã trải qua nỗi thống khổ đáng sợ. Đương nhiên, những chuyện này chỉ có cao tầng của Huyền Âm tộc mới biết, tộc nhân bình thường không thấy được điều này. Ngày xưa, Bạch Kỳ Thạch đương nhiên cũng không biết, chỉ là nửa tiếng trước, hắn bị người ta cưỡng ép bơm vào những hình ảnh không mấy tốt đẹp về tộc nhân Huyền Âm tộc trong những năm qua, và nó đã tạo thành một cú sốc rất lớn đối với hắn, đồng thời củng cố lại quyết tâm muốn cứu vớt tộc nhân, cứu vớt đảo Sương Nguyệt của hắn. Bởi vì, nàng đã bán linh khí trên đảo Sương Nguyệt rồi, hiện tại còn muốn bán cả đảo Sương Nguyệt, bán cho người ngoài. Vẻ mặt của Bạch Kỳ Thạch bi phẫn, sắc mặt khó coi, âm thanh như đang gầm lên trong sự giận dữ, rất hiển nhiên. Tên Hạ Thiên kia chính là khách hàng lớn của nàng, cho nên nàng mới chuyển vị trí tộc trưởng cho hắn. Cứ như vậy, nàng có thể lấy được lượng lớn của cải, tiêu giao khoái hoạt trên đại lục, còn chúng ta thì chỉ có thể ở lại đảo, mặc cho tên Hạ Thiên đó áp bức bóc lột, trở thành nô lệ của hắn. Âm Vô Vũ cạn lời, bị lời của Bạch Kỳ Thạch làm tức giận đến nỗi bật cười. Người đích thị là tên bại não. Lúc này, Hạ Thiên không nhịn được nữa, trực tiếp hiện thân. Trừng Bạch Kỳ Thạch một cách khó chịu, ta mua cái hòn đảo rách nát này để làm gì, còn xem các ngươi là nô lệ sao? Ta chưa bao giờ cần nô lệ, mà ngươi cũng không xứng làm nô lệ của ta. Bạch Kỳ Thạch nhìn thấy đám người Hạ Thiên xuất hiện, chỉ là hơi kinh ngạc, các ngươi quả nhiên chưa có chết, cơ mà cũng tốt, ta đang muốn vạch trần bộ mặt thật của đám các ngươi. Mau giao vị trí tộc trưởng của ngươi ra đây, ngươi căn bản không xứng nắm giữ Sương Nguyệt lệnh. Ta chẳng có hứng thú đối với chuyện làm tộc trưởng. Hạ Thiên lười biếng nói, huống chi còn là một hòn đảo rách nát chẳng mấy chốc sẽ chìm nghỉm, là do vợ y để ta làm. Vợ y và vị Âm Vô Vũ này cũng muốn cứu tính mạng của bọn đần các ngươi, nên mới để ta làm tộc trưởng. Đáng tiếc, đầu óc của các ngươi có vấn đề, quả thực là ngu xuẩn mất khôn. Ha 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 ha, Bạch Kỳ Thạch cười to, nói với các tộc nhân, các ngươi đã nghe chưa? Tiểu tử này vậy mà nói đảo Sương Nguyệt chúng ta sắp chìm. Thật sự là buồn cười. Khoan đã, ngươi nói cái gì? Đảo Sương Nguyệt sắp chìm. Chương 2463. Nguyên nhân. Tất cả tộc nhân Huyền Âm tộc ở đây đều giật nảy mình. Thật sự là những gì mà Hạ Thiên nói quá mức dọa người, để cho bọn họ nhất thời không có phản ứng lại. Tiếp đó là tiếng người huyên náo, quần chúng phẫn nộ, ầm ĩ đến nỗi não người sắp nổ tung. Đủ rồi. Tất cả im lặng cho ta. Bạch Kỳ Thạch bốc lên khí lực toàn thân, quát lớn một tiếng, tạm thời trấn trụ đám tộc nhân thấp thỏm lo âu kia, sau đó lườm Hạ Thiên, ngươi nói hưu nói vượn gì đấy. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta chưa bao giờ nói bậy, lời ta nói chính là chân lý, nếu mà ngươi không tin, có thể hỏi thiền tộc trưởng của ngươi. Âm Vô Vũ, ngươi nói đi, hắn có phải đang nói hưu nói vượn không? Bạch Kỳ Thạch chuyển rời ánh mắt sang Âm Vô Vũ. Chất vấn, người nói mau, hắn đang nói dối, có đúng không? Âm Vô Vũ thở một hơi thật dài, chậm rãi nói, nếu ngươi đã hỏi vậy,
lẽ nào ngươi vẫn không biết có nên tin tưởng hay không ư? Chuyện này không thể nào, Bạch Kỳ Thạch kiên quyết phủ nhận, nói một cách dữ tợn, các ngươi nhất định là đang lừa người, Âm Hậu quả nhiên nói không sai, các ngươi đã sớm cấu kết với nhau làm chuyện xấu, và các ngươi làm đủ mọi cách chỉ vì gieo họa đảo Sương Nguyệt. Hạ Thiên, ta vốn cho rằng ngươi chỉ là muốn nô dịch tộc nhân Huyền Âm tộc, không ngờ là ngươi lại muốn ép bọn ta rời khỏi đảo Sương Nguyệt, sau đó độc bá hòn đảo này, rồi sẵn tiện chế tạo hòn đảo này thành đảo thần tiên thứ hai. Đúng không? Ngươi cũng biết đảo thần tiên à? Hạ Thiên có chút bất ngờ về điều này, sau đó nghĩ tới đám người này nghiên cứu hắn qua từng ngày, có thể biết được sự tồn tại của đảo thần tiên cũng không có gì lạ. Có điều, đồ đần nhà ngươi nghĩ sai rồi, hòn đảo này sắp chìm nghỉm đến nơi rồi, ta cần nó làm gì chứ? Nói láo, Bạch Kỳ Thạch chợt quát lên, đừng có tung tin đồn nhảm nữa, ta đã nhìn thấu âm mưu quỷ kế của các ngươi rồi. Âm Hậu đúng là dự đoán như thần, ta tuyệt đối sẽ không cho phép các ngươi làm chuyện này. Hạ Thiên quay đầu nói với Âm Vô Vũ và Y Tiểu Âm, đồ đần này hết thuốc chữa rồi, hay là cứ giết chết hắn đi. Bạch Kỳ Thạch, ngươi tỉnh táo chút đi. Âm Vô Vũ được Bạch Tiêm Tiêm nâng đỡ, chậm rãi đi lên phía trước, quát lạnh, chân tướng của sự việc rốt cuộc như thế nào, chẳng lẽ ngươi không dùng đầu óc của ngươi suy nghĩ thử một xíu à? Bạch Kỳ Thạch không khỏi bắt đầu cười nhạo, ha ha, Âm tộc trưởng, à không, Tiền tộc trưởng, ngươi nói cao kiến của ngươi cho ta nghe thử. Được, chẳng phải ngươi muốn chân tướng sao? Chẳng phải là muốn toàn bộ tộc nhân đều biết chân tướng sao? Âm Vô Vũ đã bị chọc giận. Lập tức to tiếng nói, đã như vậy, vậy ta liền nói chân tướng cho các ngươi, đúng hay sai, do chính các ngươi phán xét, và ta cũng sẽ không thẹn với lương tâm. Hay cho câu không thẹn với lương tâm, Bạch Kỳ Thạch cười gằn không ngớt, ôm cánh tay nhìn Âm Vô Vũ, ta cũng muốn xem, ngươi có thể bịa ra câu chuyện gì. Âm Vô Vũ cảm thán một tiếng, chậm rãi nói, trước đây ta không nói, là vì sau khi nói ra, sẽ mang đến hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này liên quan đến vận mệnh của tất cả tộc nhân Huyền Âm tộc chúng ta, ngay cả tộc trưởng ta đây cũng chưa chắc có thể gánh vác nổi. Cho nên ta vẫn giữ im lặng, chỉ có thể âm thầm tìm kiếm cách giải quyết. Hiện tại ngươi ép ta nói ra, được thôi, vậy ta cũng muốn xem ngươi có thể chịu được hậu quả này không. Nói, ngươi cứ việc nói. Bạch Kỳ Thạch càng cho rằng Âm Vô Vũ đang phô trương thanh thế, ta muốn chứng minh cho các ngươi xem, ai mới có tư cách làm tân tộc trưởng nhất. Ai mới là chúa cứu thế của đảo Sương Nguyệt? Tộc nhân Huyền Âm tộc ở bên cạnh cũng bị khơi dậy sự hiếu kỳ, dù sao đây chính là chuyện hệ trọng liên quan đến vận mệnh của toàn bộ tộc nhân, bọn họ không thể không quan tâm. Rốt cuộc là chuyện gì, ngươi nói nhanh lên. Âm tộc trưởng hẳn là sẽ không làm chuyện gây hại cho chúng ta. Bạch đội trưởng, chúng ta ủng hộ ngươi, ngươi mới là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí tộc trưởng. Trong đó cũng có một vài tên tay trong mà Bạch Kỳ Thạch cài vào, thỉnh thoảng sẽ thay hắn kêu la đôi lời, để tạo thanh thế. Đã như vậy thì các ngươi nghe cho kỹ đây. Sắc mặt của Âm Vô Vũ bắt đầu nghiêm túc, vẻ mặt thành thật, nói, đầu tiên, Hạ Thiên, hắn không có nói sai. Đảo Sương Nguyệt quả thật sắp chìm rồi. Lời này vừa nói ra, toàn bộ hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu như lời ban nãy của Hạ Thiên, chỉ là làm cho bọn họ có chút buồn cười. Thế thì khi Âm Vô Vũ chính miệng nói ra lời này, cũng đủ để bọn họ hoảng hốt lo sợ, từng người như gặp phải đại họa lâm đầu, thấp thỏm lo âu. Vẫn nói xàm nữa à? Bạch Kỳ Thạch không tin một chữ nào, người nghĩ rằng bọn ta là tiểu hài tử 3 tuổi à? Hạ Thiên cười hì hì, nhổ nước bọt một câu, chỉ sợ ngươi cũng không bằng tiểu hài tử 3 tuổi. Ngươi đừng có tự tìm đường chết. Lúc này, Bạch Kỳ Thạch bị chọc giận. Lườm Hạ Thiên, đừng tưởng rằng vừa nãy ngươi thoát được một mạng, là bây giờ còn có thể gặp may như thế lần nữa. Đó không phải là vận may, mà là thực lực. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, đương nhiên, loại đồ đần như ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu được. Bạch Kỳ Thạch tức giận đến nỗi hiện giờ đã có suy nghĩ làm thịt Hạ Thiên, chẳng qua là Âm Vô Vũ bỗng ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, thật ra những gì ngươi nói trước đó, phần lớn đều không sai. Những năm gần đây, thân thể của các tộc nhân trên đảo quả thật là càng ngày càng suy yếu, có vài lão nhân trong lúc lâm chung cũng lần đầu cảm nhận được ốm đau, thậm chí sinh vật trên đảo cũng bắt đầu có dấu hiệu tàn lụi. Nguyên nhân của tất cả chuyện này chính là vì linh khí trên đảo đang dần mỏng hơn. Chương 2464. Gieo gió gặt bão. Hừ, lần này chính ngươi đã tự khai. Bạch Kỳ Thạch cười đắc ý, vô cùng đắc ý nói, chính là do ngươi bán hết linh khí trên đảo cho người ngoài.
để thừa dịp vơ vét của cải, rồi chạy trốn khỏi đảo để hưởng thụ vinh hoa phú quý của riêng ngươi. Âm Vô Vũ liếc nhìn Bạch Kỳ Thạch một cách khinh bỉ, thậm chí cũng chẳng muốn đi phản bác hắn, chỉ là nói tiếp, buôn bán linh khí trên đảo, đó là quyết định của Âm Hậu, hơn nữa từ 100.200 năm về trước đã bắt đầu làm. Dùng óc heo của ngươi suy nghĩ cho kỹ đi, đảo Sương Nguyệt đã gắn liền với cội nguồn linh khí, chỉ cần cội nguồn vẫn còn, làm sao có thể tồn tại giả thuyết bán toàn bộ. Đó là vì ngươi cũng bán cội nguồn, Bạch Kỳ Thạch phản biện. Âm Vô Vũ thở dài, trước đây sao ta lại chọn tên ngu xuẩn này làm người thừa kế huyết mạch thế? Mọi người còn nhớ không, đại khái 2-3 tháng trước, trên biển cả có vài trận chấn động quỷ dị, thậm chí đã dẫn tới biển động. Âm Vô Vũ thấy các tộc nhân đều nhìn nàng, liền giải thích tiếp, chính là mấy trận dị động đó, đã đánh gãy cội nguồn linh khí của đảo Sương Nguyệt. Nếu mà cội nguồn linh khí xảy ra vấn đề, thì Âm Hậu hẳn phải biết chứ, nàng đi chữa trị là xong mọi chuyện. Có tộc nhân cảm thấy trong lời này có gì đó không đúng, liền vội vàng đặt câu hỏi. Âm Vô Vũ lắc đầu, vấn đề nằm ở chỗ, Âm Hậu căn bản không có đi chữa trị, thậm chí còn bảo ta không nên nhúng tay vào chuyện này, ta nghi nàng mới là người thật sự muốn vứt bỏ đảo. Nói láo không biết ngượng, Bạch Kỳ Thạch nghe không nổi nữa, chỉ vào Âm Vô Vũ rồi nói, trong miệng lão thái bà ngươi quả nhiên không nói thật một câu nào, đảo Sương Nguyệt chính là do Âm Hậu thành lập. Hao tốn tâm huyết tận mấy trăm năm mới có quy mô như ngày hôm nay, ngươi kêu nàng muốn vứt bỏ đảo, quả thực là chuyện nực cười. Ta biết chân tướng này rất khó tin, nhưng đây là sự thật. Âm Vô Vũ có chút bất đắc dĩ, nói ta bất lực trong việc ngăn cản Âm Hậu làm như thế, cho nên chỉ có thể mời Tiểu Y và Hạ Thiên vào đây để hỗ trợ. Có bọn họ, mặc dù Âm Hậu thật muốn vứt bỏ chúng ta để rời đi, nhưng ta có đủ lòng tin, có thể bảo toàn tất cả tộc nhân. Cho nên, bọn Hạ Thiên là ân nhân cứu mạng tương lai của chúng ta, các ngươi không được vô lễ với bọn họ. Bạch Kỳ Thạch siết chặt nắm tay, khịt mũi coi thường đối với những gì mà Âm Vô Vũ nói, thật là buồn cười muốn chết, lời của ngươi đúng là văn bế tắc, bịa chuyện còn ghê hơn cả ta. Tin hay không thì tùy các ngươi, Âm Vô Vũ cũng không muốn giải thích gì nhiều, nếu mà ngươi có thể tìm Âm Hậu, chúng ta có thể đối chất ngay tại chỗ. Bạch Kỳ Thạch lạnh lùng nói, quả nhiên đã hết bài rồi. Vậy mà còn thở được câu tìm Âm Hậu để đối chất. Trong mắt ngươi còn có Âm Hậu cơ à? Ngươi quả thật không xứng làm tộc trưởng. Chân tướng có đôi khi còn khó chấp nhận hơn lời nói dối. Hạ Thiên thuận miệng nói, đặc biệt là một ít đồ đần, càng sẽ không tin tưởng chân tướng, mà thích đi tìm đường chết. Hạ Thiên, ta mặc kệ ngươi và Âm Vô Vũ có giao dịch gì, nhưng đừng hòng tác oai tác quái trước đảo Sương Nguyệt và tộc nhân chúng ta. Vẻ mặt của Bạch Kỳ Thạch hiên ngang lẫm liệt. Siết chặt song quyền, nói chung có Bạch Kỳ Thạch ta ở đây, người mãi mãi cũng đừng có mơ thực hiện được. Thân là tộc trưởng được Âm Hậu chỉ định, ta sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ đảo Sương Nguyệt, bảo vệ Huyền Âm tộc, người đi chết đi cho ta. Y Tiểu Âm bỗng nhiên nói với Hạ Thiên, dù sao hắn chỉ là quân cờ bị người ta lợi dụng, đừng ra tay nặng quá, giữ lại cái mạng của hắn đi. Y Tiểu Âm, người thực sự là buồn cười. Lúc này, quyền của Bạch Kỳ Thạch đã đập vào mặt Hạ Thiên. Ngươi nên xin ta thủ hạ lưu tình mới phải. A, oanh. Lời còn chưa nói hết, trên mặt Bạch Kỳ Thạch đã trúng một cước của Hạ Thiên, bay như đạn pháo, bay ngược ra ngoài mấy chục mét, nặng nề đập vào tường, không đứng dậy nổi. Thật nghĩ rằng bản thân mình lợi hại lắm à? Hạ Thiên thu chân về, bất mãn và bĩu môi, vợ y y, nàng xem đồ đần này cực kỳ khó ưa, không muốn thủ hạ lưu tình tí nào, nên ta chỉ dùng chân, nàng không có ý kiến gì chứ. Y Tiểu Âm lạnh nhạt nói, không sao cả. Hai, đây đều là do hắn gieo gió gặt bão. Sắc mặt của Âm Vô Vũ nghiêm túc, thở dài nói, chỉ là không biết có đúng là Âm Hậu đi tìm hắn, hay là có người có ý đồ lợi dụng hắn. Trên người tên ngu ngốc này có vết tích châm pháp âm y môn, hẳn là bị người ta cưỡng ép tăng lên một ít thực lực, và cũng đã cải tạo suy nghĩ của hắn. Hạ Thiên lười biếng nói một câu, sau đó quay đầu nói với Y Tiểu Âm, vợ y y. Kẻ đâm châm lên tên đần này lĩnh ngộ châm pháp âm y môn mạnh hơn nàng đôi chút. Sắc mặt của Y Tiểu Âm khẽ biến, Âm Vô Vũ và nàng bỗng liếc nhau một cái, cùng kêu lên, quả nhiên là hắn. Các ngươi nói ai thế? Hạ Thiên hỏi. Là lão môn chủ của âm y môn, Tiêu Vô Bệnh. Y Tiểu Âm chậm rãi trả lời, chỉ có hắn mới có trình độ châm pháp âm y môn cao hơn ta, với lại năm đó lúc hắn chuyển châm pháp cho ta, vốn đã giữ lại một phần. Chính là châm thứ 10 quỷ môn quan, hắn không có chuyển nó cho ta.
không thành vấn đề, châm pháp cải tiến mà ta dạy cho nàng, còn lợi hại hơn cả quỷ môn quan. Hạ Thiên cười hì hì, nói, nếu mà nàng cảm thấy không thích, ta còn có châm pháp tốt hơn, có thời gian sẽ dạy nàng sau. Y Tiểu Âm cười cợt, không có trả lời, chỉ là tiến lên hai bước, ngẩng đầu lên, to tiếng hô bốn phía xung quanh, sư phụ, nếu ngươi đã đến, thì tại sao không hiện thân gặp mặt nhau? Chương 2465, còn tự luyến hơn cả ta. Bốn phía tĩnh lặng, không có ai trả lời Y Tiểu Âm. Tất cả mọi người ở hiện trường đều đang hai mặt nhìn nhau, theo bản năng tìm tòi bóng dáng của lão môn chủ Tiêu Vô Bệnh, nhưng cũng không hiệu quả gì. Ngươi núp cũng không ăn thua gì đâu, chỉ bằng đi ra cùng nhau thương lượng giải quyết vấn đề như thế nào. Y Tiểu Âm cũng không nhụt chí, nói tiếp, mưu đồ của Âm Hậu, ngươi hẳn là đã biết rõ, ngươi cũng chỉ là một con cờ đối với nàng, hà tất gì phải hy sinh bản thân vì nàng chứ. Âm Vô Vũ liếc nhìn đám người, có chút sốt sắng, hỏi, ngươi có chắc hắn ở đây không? Vừa nãy trong ánh mắt của Bạch Kỳ Thạch đã xảy ra biến hóa cực kỳ nhỏ, loại biến hóa đó tuyệt đối không bình thường. Y Tiểu Âm chậm rãi giải thích, chỉ có thể nói là có người đang thao túng hắn, hơn nữa khoảng cách không quá xa. Mấy người chúng ta đều ở đây, cái tên còn dám giở trò trong bóng tối, ở trên đảo trừ lão nhân ra hắn ra, ta cũng không nghĩ được người nào khác. Âm Vô Vũ gật gù, điều này cũng đúng. Bộ Âm Hậu không thể ra tay à? Ứng Hiểu Nguyệt cũng không tin suy đoán của Y Tiểu Âm cho lắm, ta có biết lão môn chủ từ trước đến giờ không lên đảo, trừ khi có tình huống đặc thù. Y Tiểu Âm lạnh nhạt nói, tình huống bây giờ còn chưa đủ đặc thù hả? Ứng Hiểu Nguyệt lập tức câm nín. Lão môn chủ của các ngươi, chẳng phải là trưởng bối của Tiêu gia bọn ta sao? Tiêu Diễm Diễm có chút khó chịu nói, Y Tiểu Âm, ngươi muốn làm gì hắn đấy? Y Tiểu Âm nhìn nàng một cái, thuận miệng hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Thôi được, cũng không liên quan gì đến ta. Tiêu Diễm Diễm cảm nhận được những người xung quanh đều đang lộ ánh mắt bất thiện. Phát hiện nơi này là sân nhà của Y Tiểu Âm, mà nàng với Y Tiểu Âm lại không có thâm cừu đại hận gì, không cần thiết phải gây họa, dù sao ta cũng là tiểu nhân vật ở Tiêu gia, các ngươi cứ tùy ý, đừng lôi ta vào cuộc là được. Một bên, Mã Khỉ Linh nghe được lời của Tiêu Diễm Diễm không khỏi nở nụ cười, nói với nàng, bây giờ lại nghĩ không đếm xỉa đến, thì e là đã muộn. Chuyện này vốn là không có liên quan gì đến ta. Tiêu Diễm Diễm phản bác, đợi đến hừng đông, ta liền tìm thuyền rời khỏi đảo Sương Nguyệt, các ngươi cứ coi như ta chưa từng tới đây là được. Người mặt quỷ lắc đầu, nghiêm túc nói, chỉ sợ chúng ta không đi được. Ý ngươi là gì? Tiêu Diễm Diễm khó chịu nhướng mày, lạnh lùng nhìn người mang mặt nạ quỷ kia, tiếp theo lại nghi ngờ nhìn đám Y Tiểu Âm và Hạ Thiên, trong lòng có một cái suy đoán không tốt, lẽ nào các ngươi đều cùng một phe, ngay từ đầu đã lên âm mưu rồi, phải không? Ta cho ngươi biết, đừng hòng lợi dụng ta để uy hiếp Tiêu gia. Như vậy chỉ sẽ trồng nứa ra lau mà thôi, địa vị của ta ở Tiêu gia cũng không quan trọng gì cả, không đáng để các ngươi làm như vậy. Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi đó, còn tự luyến hơn cả ta. Hạ Thiên bĩu môi, cho dù có âm mưu lớn gì, cũng không đời nào nhằm vào ngươi, ai sẽ phí công sức lớn như vậy cho một đồ đần không chút tác dụng nào. Ngươi mắng ai là đồ đần hả? Tiêu Diễm Diễm lập tức khó chịu, lườm Hạ Thiên rồi nói, ngươi nói ai không có chút tác dụng nào. Hạ Thiên thuận miệng hỏi ngược lại một câu, người nghĩ thế nào? Hừ, ta mặc kệ ngươi. Tiêu Diễm Diễm tức đến nỗi bộ ngực lắc lư, chỉ là nàng không làm gì được Hạ Thiên, đành phải bấm bụng chịu, muốn rời khỏi hòn đảo tồi tàn này, trở lại đất liền, đến lúc đó nhất định phải tìm người giáo huấn nghiêm tên tiểu tử này một trận. Lúc này, Ứng Hiểu Nguyệt bỗng nhiên nhẹ giọng nói với Y Tiểu Âm, đừng hô nữa, xem ra lão môn chủ đã hạ quyết tâm không hiện thân. Đừng mất thời gian nữa. Cứ tìm Âm Hậu rồi tính. Y Tiểu Âm cân nhắc một hồi, cảm thấy có chút đạo lý, bèn nhìn về phía Hạ Thiên, có cách nào tìm ra Âm Hậu không? Vấn đề là ta chưa từng thấy Âm Hậu, cũng không biết khí tức trên người nàng. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, thuận miệng nói, thế nhưng, biện pháp cũng không phải là không có, chỉ là khá phiền toái, tỉ như ta có thể cẩn thận lục soát từng tấc đất trên hòn đảo này, coi như nàng trốn dưới lòng đất, ta cũng có thể tóm nàng ra. Làm như vậy quá mất công, cũng không cần thiết lắm. Y Tiểu Âm lắc đầu, nếu không có gì ngoài ý muốn, người hẳn là ở ngay đây. Trước hết, người xem thử trong đám người ở hiện trường này, có khí tức cổ quái, hay xa lạ nào không, trước tìm ra bọn họ đã rồi tính tiếp. Hạ Thiên từ trước đến giờ rất nghe lời vợ,
nên lập tức làm theo những gì mà Y Tiểu Âm nói. Trước đó hắn đã từ chỗ âm vô vũ tiếp nhận hết luồng ý thức của tất cả tộc nhân trên đảo, nói một cách cổ xưa hơn một xíu thì chính là một sợi hồn phách. Căn cứ theo những sợi hồn phách này, hắn rất nhanh liền quét hơn ngàn người ở đây, trong lòng nhất thời nắm chắc. Thế nào, Y Tiểu Âm dò hỏi. Có mười mấy người khí tức có vấn đề, nhưng chắc là không có quan hệ gì với âm hậu, chỉ đơn thuần là người có vấn đề mà thôi. Hạ Thiên trả lời, vợ Y Y, muốn bắt bọn họ đi ra không? Y Tiểu Âm lạnh nhạt nói, không cần, người chỉ cho ta xem. Chính là tên mập mạp này, còn có tên lùn kia, và... Hạ Thiên tiện tay chỉ 12, 13 người, cuối cùng ngón tay chỉ xuống lão đầu râu bạc đang đứng gần đó, và cả hắn nữa. Chương 2466. Không có vết tích châm pháp. Lão đầu râu bạc không khỏi sững sờ, nói với Hạ Thiên, Hạ tộc trưởng, ý ngươi là sao? Ngươi có ý gì? Bạch Tiêm Tiêm cũng nổi giận, tiến lên vài bước lườm Hạ Thiên, bộ Bạch Thúc gây sự với ngươi rồi hả? Hạ Thiên bĩu môi, hắn không gây sự với ta. Nhưng trên người hắn quả thật có vấn đề. Ta thấy người có vấn đề nhất là ngươi thì có. Bạch Tiêm Tiêm không vui, nói chúng ta vốn đang sống yên ổn trên đảo, từ lúc ngươi và những người này lên đảo, làm ra đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi, rồi còn hại chết nhiều người như vậy. Bây giờ ngươi lại còn muốn xuống tay với Bạch Thúc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không phải ta muốn làm gì, mà là hắn muốn làm gì. Hạ Thiên duỗi tay chỉ vào lão đầu râu bạc. Mặc dù ngươi ngụy trang không tệ, cũng rất thức thời, không có làm chuyện gì, nhưng mà có vấn đề chính là có vấn đề, chuyện mà vợ Y Y phân phó, ta sẽ không làm trái. Y Tiểu Âm cũng không nghĩ rằng vị hộ pháp sứ dâu bạc này lại có vấn đề, dù sao hắn là người mà âm vô vũ đề cử, theo lý thuyết hẳn là cực kỳ đáng tin cậy mới phải. Hạ Thiên, ngươi có nhầm lẫn gì không? Âm vô vũ cũng lộ vẻ nghi hoặc, nói với Hạ Thiên, tề hộ pháp sứ là người của ta. Vẫn luôn ở bên cạnh ta, không thể nào có vấn đề. Hạ Thiên cười hì hì nói, chính là vì lúc nào cũng ở bên cạnh ngươi, nên mới dễ xảy ra vấn đề lớn, không phải sao? Lời này nghe giống như là nói mò, nhưng ngẫm nghĩ lại, thì cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Có điều, âm vô vũ vẫn không cách nào tiếp nhận, tiếp tục thay lão đầu râu bạc giải thích, ta tin tưởng tề hộ pháp sứ. Hạ tộc trưởng, ngươi là tộc trưởng của một tộc. Nếu mà ngươi cảm thấy ta có vấn đề, thế thì ta có vấn đề. Lão đầu râu bạc cũng không kích động gì, tương đối bình thản, nói, nếu đã như vậy, vậy ta tự đi mật lao, làm như vậy mới có thể làm tất cả mọi người yên tâm hơn một chút. Bạch Tiêm Tiêm kéo lão đầu râu bạc lại, Bạch Thúc, ngươi không được đi. Hiện tại mọi người đang rất bàng hoàng, nếu mà ngươi đi tới mật lao, vậy thì tình hình sẽ càng mất kiểm soát. Tiêm Tiêm, ngươi nói vậy là sai. Lão đầu râu bạc cười ha ha, có âm tộc trưởng, và hạ tộc trưởng ở đây, cho dù ở đây xảy ra chuyện gì thì cũng không lật được trời. Nếu mà hạ tộc trưởng đã cảm thấy ta có vấn đề, vậy thì ta tránh đi cũng là chuyện đương nhiên. Bạch Tiêm Tiêm vẫn không chịu buông tay, nàng giống như Y Tiểu Âm, đều là cô nhi mà âm y môn thu dưỡng, nhưng bởi vì thiên phú rất tốt, nên được đưa đến đảo Sương Nguyệt, được huyết mạch cấm chế gột rửa, trở thành tộc nhân của huyền âm tộc. Ở trên đảo. Ngoại trừ âm vô vũ đối xử với nàng vô cùng tốt ra, thì chính là vị lão đầu râu bạc này dành nhiều thời gian bầu bạn với nàng nhất, tình cảm tương đối thâm sâu. Ngươi nói đi, làm sao ngươi mới chịu buông tha cho Bạch Thúc? Bạch Tiêm Tiêm biết người có thể làm chủ ở đây chỉ có Hạ Thiên, liền xoay người nhìn Hạ Thiên, nghiêm túc nói, bất kể là điều kiện gì, ta cũng có thể đáp ứng. Nếu như ngươi dám ra tay với Bạch Thúc, ta chết cũng sẽ không tha cho ngươi. Mặc dù ta đã coi nàng làm vợ bé tương lai của ta, nhưng nếu nàng cứ tiếp tục ngu xuẩn như thế, thì có lẽ nàng sẽ tụt xuống một bậc. Hạ Thiên có chút cạn lời nhìn Bạch Tiêm Tiêm, ta chỉ phát hiện hắn có vấn đề, lại chưa nói muốn giết hắn, huống chi hắn có vấn đề gì các ngươi cũng không hỏi, cứ ở đấy nói muốn chết muốn sống này nọ, không thấy mình ngu sao. Hả, vậy ngươi, ý ngươi là gì? Bạch Tiêm Tiêm bình tĩnh lại, phát hiện Hạ Thiên quả thật cũng chưa từng nói muốn làm gì bọn họ. Chỉ nói là lão đầu râu bạc và 12 người này có vấn đề mà thôi, còn về vấn đề gì thì cũng chưa nói ra. Âm vô vũ cũng kỳ quái, hỏi, Hạ Thiên, ngươi nói bọn họ có vấn đề, rốt cuộc là vấn đề gì? Trước khi trả lời câu hỏi này, bảo những người khác giải tán hết đi. Hạ Thiên lười biếng nói, nhiều người tụ họp ở đây như vậy cũng không có tác dụng gì, còn làm cho bầu không khí không được tốt. Không lâu sau,
trên khuôn mặt của rất nhiều tộc nhân huyền âm tộc ở đây đều lộ vẻ nghi hoặc và rời khỏi trung tâm thánh điện, chỉ để lại mười mấy tộc nhân mà Hạ Thiên chỉ ban nãy. Mười mấy người này, và tề hộ pháp sứ, có vấn đề gì, bây giờ có thể nói được rồi. Chờ sau khi tất cả tộc nhân đều đi hết, Âm Vô Vũ rời mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Những người khác cũng có chút ngạc nhiên, không biết tại sao Hạ Thiên lại lựa những người này. Trên người bọn họ đều có vết tích của châm pháp âm y môn, giống như tên đần bạch kỳ thạch kia. Hạ Thiên tiện tay chỉ mười mấy tộc nhân huyền âm tộc, sau đó lại chỉ vào lão đầu râu bạc, còn riêng hắn thì khá kỳ quái, trên người không có vết tích châm pháp, nhưng khí tức thì không bình thường. Không có vết tích châm pháp, chuyện ấy không phải rất bình thường sao? Tiêu Diễm Diễm nghe không nổi nữa, trợn tròn mắt nói, chẳng phải chúng ta cũng không có vết tích châm pháp, lẽ nào chúng ta cũng có vấn đề ư? Hạ Thiên lười biếng nói, lẽ ra hắn phải có, thế nhưng lại không có, vấn đề này chẳng lẽ còn chưa đủ lớn à? Cái gì mà lẽ ra phải có? Bạch Tiêm Tiêm bất mãn nói, người đang cố tình gây sự hả? Y Tiểu Âm thì đã hiểu được ý của Hạ Thiên, rời mắt nhìn lão đầu râu bạc, thở dài một cái, chậm rãi hỏi, sư phụ, là người ư? Bạch Tiêm Tiêm trợn mắt lên, như là đã nghe được xưng hô nằm ngoài sức tưởng tượng, vội hỏi, y tỷ tỷ, ngươi nhầm rồi. Những năm qua Bạch Thúc vẫn ở trên đảo, chưa từng rời đảo, mà Tiêu lão môn chủ thì lại hoạt động ở ngoài đảo, hầu như không thể lên đảo, bọn họ không thể nào là cùng một người. Một người không rời đảo, một người không lên đảo. Hạ Thiên cười hì hì nói, thế thì không phải đã nói rõ bọn họ chưa từng xuất hiện cùng một lúc sao? Thì việc cùng là một người cũng không có gì quái lạ cả. Chương 2467. Tiêu vô bệnh. Bạch Tiêm Tiêm bị sửng sốt trước những lời Hạ Thiên nói, nhất thời cũng không biết phản bác như thế nào. Câu nói này thoạt nghe có chút vấn đề, ngẫm nghĩ lại hình như có chút đạo lý, lại ngẫm nghĩ một hồi cũng chẳng có tác dụng gì. Toàn lời thừa thãi. Ta vẫn cảm thấy ngươi đang cãi chảy cãi cối, nói hưu nói vượt. Bạch Tiêm Tiêm sửa lại logic của Hạ Thiên, phát hiện hoàn toàn là văn bế tắc, Bạch Thúc không thể nào là Tiêu môn chủ, Bạch Thúc chính là Bạch Thúc. Ta không biết tại sao các ngươi phải tìm Âm Hậu, cũng không biết tại sao các ngươi phải tìm Tiêu môn chủ. Nếu Vũ tỷ tỷ đã tín nhiệm các ngươi, thế thì ta cũng sẽ không hỏi nữa. Nhưng về Bạch Thúc, các ngươi không được đụng đến hắn, hắn là người thân của ta. Hạ Thiên lại cảm thấy logic của Bạch Tiêm Tiêm có vấn đề, không nhịn được nói, nàng đúng là không có đầu óc, còn đần hơn cả tiểu muội chân dài. Ngươi mới đần thì có. Bạch Tiêm Tiêm tức giận phản bác. Việc hắn có phải là người thân của ngươi hay không, nó chẳng mâu thuẫn gì đến việc hắn là lão môn chủ âm y môn cả. Hạ Thiên lười biếng nói, hơn nữa, chỉ cần hắn không gây chuyện, bọn ta cũng không đụng đến hắn. Y Tiểu Âm nhàn nhạt nhìn Bạch Tiêm Tiêm một cái, trong lòng có phần cảm khái, thiếu nữ này so với nàng thời còn bé đúng thật là giống nhau đến mấy phần, không khỏi nói khẽ, hắn cũng là người thân nuôi nấng ta lớn khôn, ngươi nghĩ ta có thể làm gì hắn sao? Bạch Tiêm Tiêm đã dần dần chấp nhận hiện thực, không nói gì thêm. Còn về Tiêu Diễm Diễm, con mắt nhìn chằm chằm vào lão đầu râu bạc một hồi lâu, vẫn lắc đầu, không đúng, Tiêu vô bệnh là thúc tổ của ta, ta đã thấy hắn mấy lần, tướng mạo căn bản không giống như vậy. Dứt lời, còn quay đầu trách móc Hạ Thiên, Hạ Thiên, ánh mắt ngươi có phải có vấn đề rồi không? Nhận lầm người rồi, đúng không? Đối với cái câu hỏi ngu ngốc này, Hạ Thiên không có hứng để trả lời. Ai bảo Tiêu Diễm Diễm không đủ đẹp? Ngươi còn muốn giả vờ giả vịt nữa không? Y Tiểu Âm cũng không phản ứng Tiêu Diễm Diễm, chỉ là thần tình lạnh nhạt nhìn lão đầu râu bạc, nhẹ giọng hỏi một câu, sư phụ. Lão đầu râu bạc vuốt râu và cười cười, mặt mày giãn ra, nói với Y Tiểu Âm, Tiểu Âm, những năm nay ngươi đã trưởng thành rồi. Nghe nói như thế, trong lòng Y Tiểu Âm nổi lên đủ loại cảm giác, nàng vừa cảm kích người này, đồng thời cũng ghét cay ghét đắng hắn. Hắn là người nuôi dưỡng nàng nên người, nhưng đồng thời cũng là người coi nàng như một công cụ kiếm tiền trong một thời gian dài. Lòng bác ái này như là thánh nhân, hầu như đối xử bình đẳng đối với các đệ tử, cùng dành một tâm huyết tương đương nhau để bồi dưỡng, đồng thời người này cũng vô tình và lãnh huyết một cách đáng sợ, một khi không còn giá trị lợi dụng, thì sẽ không chút do dự nào thủ tiêu. Y Tiểu Âm cẩn thận suy nghĩ một hồi. Phía trên thế giới này vậy mà không có một từ nào có thể miêu tả đúng con người trước mặt này, cũng không có câu nào có thể khái quát việc đối nhân xử thế cả đời của hắn. Đã từng có một quãng thời gian, nàng tưởng rằng mình đã có một vị trí đặc biệt nào đó trong lòng lão môn chủ,
dù sao nàng là đệ tử được chú ý nhất trong môn phái, y thuật mà nàng học được từ chỗ hắn là y thuật tinh xảo nhất. Nhưng mà 12 năm trước, khi nàng gặp phải biến cố, bị Nhạc Chi Phong và các gia tộc lâu năm nhằm vào, là do người này ngầm đồng ý Lục Tiểu Oánh bức bách nàng. Khi Hạ Thiên giải quyết xong phiền phức Lục Tiểu Oánh và những thế lực kia, người này lại không chút do dự truyền vị trí môn chủ cho nàng, và mai danh ẩn tích từ đó. Lần này đến đảo Sương Nguyệt, Y Tiểu Âm biết mình muốn giải quyết Âm Hậu, trở ngại đầu tiên chính là lão môn chủ của Âm Y Môn, cũng tức là người ở trước mặt. Hắn là người ủng hộ trung thành nhất của Âm Hậu, cũng là tấm khiên cứng cáp nhất của Âm Hậu. Chỉ có điều, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thì nàng thật sự không muốn động thủ với người thầy, người cha này. Những người khác nghe được lời của lão đầu râu bạc, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì điều này tương đương với việc đồng ý những gì mà Y Tiểu Âm nói. Âm Vô Vũ cũng vô cùng ngạc nhiên, bởi vì những năm qua nàng vẫn coi Tề Bạch Lâu là tâm phúc, cho dù làm chuyện gì đều chưa bao giờ cấm kỵ hắn, thậm chí có một khoảng thời gian làm trái với mệnh lệnh của Âm Hậu, cũng không có kiêng kỵ hắn. Ai mà ngờ là, vị ái tướng nhìn như trung thành và thận trọng này, lại chính là Tiêu Vô Bệnh mà nàng luôn coi là đối thủ một mất một còn. Phải biết Âm Y Môn luôn mang về lượng lớn tài nguyên từ đảo Sương Nguyệt, và thường chọn người ra khỏi đảo Sương Nguyệt. Nhưng mà đại đa số người được chọn ra ngoài đều không trở về, mà Tiêu Vô Bệnh cũng chưa từng giải thích gì với nàng, điều này khiến nàng tương đối bất mãn. Lại thêm Âm Hậu tận lực khiến hai người duy trì thế đối địch, mỗi khi Âm Vô Vũ nhớ tới Tiêu Vô Bệnh đều sẽ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tuyệt đối không ngờ rằng, người mà nàng hận nhất, thế mà vẫn ở bên cạnh nàng, còn chiếm được tín nhiệm vô tận của nàng, số phận đúng là trớ trêu. Bạch Tiêm Tiêm cũng có chút khó chấp nhận. Khi còn bé nàng từng gặp Tiêu Vô Bệnh, nhưng hoàn toàn không có cảm tình gì đối với lão giả tóc đen và đầy nham hiểm, thậm chí còn cảm thấy sợ hãi. Mà lão đầu râu bạc trước mặt, lại như thể là da da ruột của nàng, hòa ái và dễ gần, bình dị gần gũi, vô cùng yêu thương nàng, nàng không muốn thấy hắn giả đi, cho nên luôn kêu hắn là Bạch Thúc. Bạch Thúc, ngươi, Bạch Tiêm Tiêm không biết tại sao, nước mắt lưng tròng, nàng muốn nói gì nhưng lại cảm thấy hiện giờ nói gì cũng vô dụng. Hai, Tiêm Tiêm, ngươi không cần đau lòng đâu. Lão đầu râu bạc vẫn cứ hòa ái vuốt ve đầu của Bạch Tiêm Tiêm, mặc dù ta là Tiêu Vô Bệnh, nhưng cũng là Tề Bạch Lâu, giữa hai người không có nhầm lẫn gì, chính là hai người khác nhau, kỳ thật ta đã xem ngươi như cháu gái ruột của mình, chỉ là ngươi thích kêu bằng thúc, thì ta chính là thúc ngươi. Bạch Tiêm Tiêm như hiểu như không, nhưng trong lòng cũng đã dễ chịu hơn một chút. Chương 2468. Dị biến. Là sao? Đa nhân cách à? Tiêu Diễm Diễm nghe lời của lão đầu râu bạc, không khỏi kinh ngạc lên tiếng, nhưng không phải là đa nhân cách, ngay cả ngoại hình và dáng dấp cũng phân liệt được à? Ngươi đến tột cùng là ai? Mau nói rõ đi. Sắc mặt của Ứng Hiểu Nguyệt vẫn rất đề phòng, thậm chí đang âm thầm giữ mấy cây châm độc, sẵn sàng chống lại bất cứ lúc nào, Tiêu Vô Bệnh, hay là Tề Bạch Lâu. Lão đầu râu bạc cười khẽ ha ha, ngước mắt nhìn Ứng Hiểu Nguyệt, tiểu tứ. Thật ra sau khi ngươi rời khỏi Âm Y Môn, ngươi sống cũng không tệ lắm, tại sao còn phải quay lại, bước vào trong vũng bùn này làm chi? Đừng kêu ta là tiểu tứ, ta tên Ứng Hiểu Nguyệt. Ứng Hiểu Nguyệt sửa lời. Được thôi, Ứng Hiểu Nguyệt. Lão đầu râu bạc thở dài, trực tiếp nghênh đón ánh mắt của Ứng Hiểu Nguyệt, trong tay thủ sẵn 7 cây châm vô ảnh cốt, ngươi đang dự định để lão nhân gia ta thịt nát xương tan sao? Ứng Hiểu Nguyệt không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị nhìn thấu. Nhưng cũng không có kinh hoàng gì mấy, chỉ là lạnh giọng nói, loại người như ngươi, thịt nát xương tan cũng coi như là phúc báo của ông trời. Lời này nói rất có lý. Lão đầu râu bạc vẫn cười cười, nhưng sâu trong đôi mắt lại ẩn chứa từng tia lạnh lẽo, lại quay đầu nhìn về phía đám người Y Tiểu Âm, các ngươi cũng muốn giết ta sao? Y Tiểu Âm lạnh nhạt nói, sư phụ, chỉ cần ngươi nói ra Âm Hậu ở đâu, và không nhúng tay vào chuyện này, ta có thể thả ngươi đi. Y Tiểu Âm, người điên rồi sao? Ứng Hiểu Nguyệt tức giận đến nỗi trực tiếp giống lên, thả hổ về rừng, chẳng lẽ người còn muốn sống cuộc sống bị người ta khống chế ư? Hắn và Âm Hậu còn chưa chết ngày nào, thì chúng ta sẽ không thể sống yên bình ngày đó, ai biết năm xưa bọn họ đã động tay động chân gì lên người chúng ta, không trừ hậu họa, chúng ta sẽ không thể có cuộc sống tốt đẹp nào. Người mới là người không có cuộc sống tốt đẹp đó. Hạ Thiên khó chịu chừng Ứng Hiểu Nguyệt một cái. Ta với vợ y sống không biết tốt đến nhường nào, trên người nàng không bị ai động tay động chân, cũng sẽ không có ai có thể khống chế được nàng.
bởi vì nàng là vợ ta. Muốn ân ái, thì các ngươi chọn thời điểm khác đi. Ứng Hiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ta và Y Tiểu Âm đều từng sống trên đảo Sương Nguyệt, cũng đều lớn lên ở Âm Y Môn, vì học tập cái gọi là châm pháp, y thuật, không biết đã bị lão độc vật này dùng ngân châm đâm bao nhiêu lần, cũng không biết đã bị hạ độc bao nhiêu lần. Mầm họa trong cơ thể không biết đã tích tụ bao nhiêu, các người nghĩ rằng ta không muốn một cuộc sống của người bình thường, các người nghĩ rằng ta thật muốn bước trở lại vũng bùn này ư. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm lão đầu râu bạc, mắng, là lão độc vật này, còn có lão yêu bà kia, để lại cho ta thương tổn thực sự là quá lớn, nếu mà không trả được thù, làm sao ta có thể rửa sạch mối hận trong lòng chứ? Ngươi đúng là thảm thật, Hạ Thiên gật gù. Lão đầu râu bạc lạnh nhạt nói, tất cả cực khổ, cũng là vì tạo nên các ngươi. Nếu như ngay cả chút đau khổ ấy cũng không chịu nổi, đương nhiên là không xứng làm đệ tử Âm Y Môn. Nhìn thấy các ngươi trưởng thành lành lặn như vậy, còn có năng lực để trở về đảo báo thù, kỳ thực lão phu cũng khá vui. Các ngươi là nhóm đệ tử mà ta dạy, cũng là nhóm ưu tú nhất, nếu như các ngươi giết được ta, thì lão phu càng vui mừng hơn, bởi điều đó chứng tỏ y thuật và võ công của các ngươi đã vượt qua ta. Dứt lời, dừng lại 2-3 giây, lại cười nói, có người nói dỗi tông đường, vốn là vinh quang của nhà giáo. Nói còn dễ nghe hơn cả hát. Ứng Hiểu Nguyệt khịt mũi coi thường những lời này, nếu như ngươi thật sự vĩ đại như thế, thế thì mau nôn ra khối tài sản kếch xù mà đệ tử bọn ta tích góp tài phú bấy lâu nay. Lão đầu râu bạc khoát tay áo một cái, cười khổ nói, chuyện đó là chuyện bất khả thi, số tiền đó đều đã cho Âm Hậu trọng dụng. Thế mới nói, ngươi chỉ là một con chó mà Âm Hậu nuôi. Ứng Hiểu Nguyệt cười hả giận. Không cho phép ngươi nói Bạch Thúc như vậy. Bạch Tiêm Tiêm nghe rất chói tai. Không nhịn được tiến lên nói, hắn là người tốt. Là người tốt, là người xấu, thì có ý nghĩa gì chứ? Tiếng cười của Ứng Hiểu Nguyệt thu lại, lạnh lùng nhìn Y Tiểu Âm và Hạ Thiên, hai người các ngươi định làm gì? Tiêu Vô Bệnh chính là trợ thủ đắc lực nhất của Âm Hậu, không giết hắn, chỉ sợ kế hoạch sau này của chúng ta càng khó tiến hành hơn. Các ngươi còn chần chờ gì nữa? Y Tiểu Âm chậm rãi nói, Ứng Hiểu Nguyệt, ngươi phải hiểu, chúng ta không phải là thuộc hạ của ngươi. Cái gọi là kế hoạch, cũng chỉ là trợ giúp lẫn nhau, cùng đến đảo Sương Nguyệt đối phó Âm Hậu mà thôi. Những chuyện khác, không nằm trong kế hoạch, người cũng không có tư cách ra lệnh bọn ta. Hạ Thiên cười hì hì, nói, vợ y y, nàng bớt nóng, người này căn bản không cùng chí hướng với chúng ta, kế hoạch của nàng ta quá tệ, không có tí tác dụng gì. Đáng tiếc nàng ta lại còn cảm thấy bản thân mình rất lợi hại nữa chứ. Quả nhiên không thể trông cậy hai người các ngươi. Ứng Hiểu Nguyệt lửa giận tăng vọt, chỉ vào Y Tiểu Âm rồi nói, cần quyết đoán mà không quyết đoán, ắt sẽ loạn lạc, Y Tiểu Âm, đã nhiều năm như vậy rồi, mà ngươi vẫn không tiến bộ được tí nào. Được, nếu ngươi không chịu ra tay, thì để ta. Dứt lời, 7 cây châm độc mà Ứng Hiểu Nguyệt thủ sẵn trong lòng bàn tay bỗng dưng bắn ra, nhưng kỳ lạ thay, những cây châm độc này bắn lại không bắn về phía lão đầu râu bạc, mà có 6 cây trong đó đều bắn về hướng Y Tiểu Âm và Hạ Thiên. Còn một cây còn lại thì bắn về hướng Âm Vô Vũ. Cùng lúc đó, lão đầu râu bạc bỗng chốc chuyển động, giống như sương mù mờ ảo, trong nháy mắt đến trước mặt Hạ Thiên, trong tích tắc dùng 19 cây kim châm phong bế yếu huyệt trên người Hạ Thiên, khiến hắn không thể động đậy. Dị biến phát sinh quá nhanh, Y Tiểu Âm kinh ngạc tột độ, lại nghĩ né tránh nhưng đã không kịp. Chương 2469. Ngươi sai rồi. Biến cố xảy ra bất thình lình, khiến người khác trợn mắt ngoác mồm, trơ mắt mà nhìn mọi chuyện phát sinh, nhưng lại hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải Ứng Hiểu Nguyệt tranh cãi với lão đầu râu bạc rất kịch liệt sao, trông như kẻ thù một mất một còn, sao chớp mắt liền liên thủ với nhau thế? Liên thủ thì đã đành, bọn họ lại còn gây sự với Hạ Thiên và Y Tiểu Âm, đây rốt cuộc là chuyện quái gì? Kể cả Bạch Tiêm Tiêm cũng ngơ ngơ ngác ngác ngồi xem mọi chuyện diễn ra, đầu óc như đình trệ. Không hiểu được trước mặt rốt cuộc là đang có chuyện gì, quả thực là khó hiểu. Mã Khỉ Linh cũng phản ứng lại rất nhanh, chỉ là không đợi nàng nhúc nhích, một con dao găm đã kề trên cổ nàng. Nàng quay đầu nhìn lại, bất ngờ thay kẻ đó lại là Tiêu Diễm Diễm. Về phần người mặt quỷ, thì không biết từ lúc nào mà đã xuất hiện ở bên cạnh Âm Vô Vũ, cũng đang khống chế nàng. Các ngươi muốn gì, Y Tiểu Âm không kịp né, trên người chúng phải hai châm, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh. Cũng không phải là nàng không dự đoán được tình huống trước mắt, mà chỉ là thái độ xử sự của nàng đã quen bình thản như thế rồi. Ứng Hiểu Nguyệt,
ngươi với lão môn chủ có vẻ như không nhất trí về mục tiêu, không tồn tại khả năng hợp tác thì phải. Đương nhiên, nên đây không phải là hợp tác, Ứng Hiểu Nguyệt mặt lạnh như tiền, trong mắt cũng tràn đầy lạnh lẽo, ta chỉ đang thi hành mệnh lệnh. Y Tiểu Âm hỏi, mệnh lệnh của ai cơ? Ứng Hiểu Nguyệt không hề trả lời, chỉ là liếc mắt nhìn lão đầu râu bạc. Sư phụ, người có thể giải đáp thắc mắc trước khi ta chết không? Y Tiểu Âm cũng nhìn về phía lão đầu râu bạc, ta quả thật có hơi khó hiểu. Về phần Ứng Hiểu Nguyệt không đáng tin, ta đã sớm biết. Nhưng mà ta vẫn cho rằng, khả năng là mãi đến tận lúc giải quyết xong âm hậu, nàng mới sẽ trở mặt. Nhưng hiện giờ, thì quá sớm, sớm đến nỗi có chút. Nàng không chiếm được bất cứ thứ gì. Ứng Hiểu Nguyệt nghe nói như thế, mí mắt vô ý thức run lên một cái, rất nhanh lại giả vờ như không có gì. Sớm thì có gì mà không tốt, tay của lão đầu râu bạc vẫn đang cầm kim châm, để phòng Hạ Thiên thoát khỏi khống chế của hắn, dù sao thì biển khổ mênh mông, quay đầu là bờ. Biển khổ, Y Tiểu Âm cảm thấy có chút buồn cười, nhìn về phía lão đầu râu bạc, sư phụ, người cảm thấy cái gì là biển khổ? Sắc mặt của lão đầu râu bạc ngạo nghễ, chỉ vào Hạ Thiên, hắn chính là biển khổ, là ngọn nguồn của mọi tai họa, là đại kiếp nạn mà ông trời ban xuống, chỉ khi xóa sổ hắn, người mới có thể thoát khỏi biển khổ, trở lại vòng tay của âm hậu, một lần nữa trở thành người thừa kế của âm hậu, hồi sinh lại vinh quang vô thượng của huyền âm tộc chúng ta. Ta không phải người của huyền âm tộc, sắc mặt của Y Tiểu Âm kiên định nói, kể từ cái ngày ta rời khỏi đảo Sương Nguyệt, ta đã không còn dây dưa dễ má gì với huyền âm tộc. Và ta, cũng đã sớm thoát khỏi âm y môn của ngươi. Lão đầu râu bạc cười khẽ ha ha, lắc đầu, Tiểu Y, ngươi chính là môn chủ âm y môn, làm sao lại không có quan hệ với âm y môn được. Trong thân thể ngươi có một giọt máu mà âm hậu ban xuống khi xưa, thì sao có thể cắt đứt quan hệ với huyền âm tộc được. Ngươi sai rồi, Y Tiểu Âm không có bị lời nói của lão đầu râu bạc dụ hoặc, lạnh nhạt nói, sau khi ta tiếp nhận âm y môn, ta luôn tìm cách để phá giải huyết mạch khống chế của ngươi đối với môn nhân, hiện tại 9 phần 10 môn nhân đã khôi phục bình thường, bây giờ bọn họ là nhân viên của chuỗi bệnh viện y nhân các, và cũng đã triệt để cắt đứt quan hệ với âm y môn. Lão đầu râu bạc vẫn cười tươi, trong ánh mắt có vài phần cân nhắc, ngươi phá được châm pháp của ta rồi sao? Cái này có gì mà không thể phá chứ? Trong giọng nói của Y Tiểu Âm đầy tự tin, ngươi cho rằng châm pháp của mình có 102 đương thời không ai có thể học được. Và không thể có người phá giải được à? Thế nhưng, trên thực tế, châm pháp của ngươi cũng thường thường không có gì đặc biệt, cái mà ngươi dùng chính là trận pháp, ta nói đúng chứ? Nói hay lắm, lão đầu râu bạc chẳng nói đúng sai, mà chỉ cười nhạt một tiếng, có điều, có tác dụng gì, thì ngươi và Hạ Thiên chẳng phải đang bị ta khống chế đó sao? Hạ Thiên có chút bực bội, nói, lão đầu, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, ngươi không khống chế được ta. Thật không? Chẳng phải bây giờ ngươi đang trong trạng thái không nhúc nhích được đấy sao? Lão đầu râu bạc cười, hỏi ngược lại. Ai nói ta không nhúc nhích được? Hạ Thiên chỉ tùy ý giãy giụa một phát, liền có 10 cây kim châm lập tức bắn ra khỏi cơ thể của hắn. Lão đầu râu bạc kinh ngạc, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại, bởi vì 9 cây kim châm còn lại vẫn đang dính chặt, không có tí dấu hiệu lay động nào. Ồ, lạ thật đấy. Hạ Thiên phát hiện điểm kỳ lạ. Nói với lão đầu râu bạc, 9 cây châm này tuyệt đối không phải châm pháp của ngươi, ngươi học trộm từ đâu đấy. Đúng thật là không phải của ta. Lão đầu râu bạc cũng không có phủ nhận, trực tiếp gật đầu nói, đây là âm hậu truyền cho ta, nói là châm pháp đặc biệt dùng để đối phó ngươi, không ngờ nó lại thật sự hữu hiệu, xem ra ngươi đã bị âm hậu nghiên cứu triệt để rồi. Chương 2470, bi ai cái rắm. Đừng cao hứng quá sớm. 9 cây kim châm này cũng không khống chế ta được. Hạ Thiên cũng không phải đang khoác lác, chẳng qua là hắn cảm nhận được một tia khí tức của Tiên Vân Đại Lục từ 9 cây kim châm ấy, hơn nữa mơ hồ khiến hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Bộ châm pháp này tuyệt đối là do người mà hắn quen biết nghiên cứu ra, hắn muốn nhận ra tia khí tức đấy rốt cuộc là bắt nguồn từ kẻ nào. Lấy tính tình của ngươi, nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh tránh thoát, thì đã tránh thoát từ lâu, chứ sao lại nói nhảm nhiều như vậy. Ứng Hiểu Nguyệt suy cười một tiếng, có chút trào phúng nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng lười giải thích với người khác, chỉ là yên lặng cảm nhận tia khí thức Tiên Vân Đại Lục kia, càng khiến hắn thấy bất ngờ chính là, châm pháp này lại là thứ đặc biệt nhằm vào hắn, tia khí thức kia cũng không biết vô tình hay cố ý mà đã cản trở băng hỏa linh thể của hắn, làm hắn không cách nào điều động quá nhiều linh khí trong một lần,
và cũng đã thực hiện được mục đích hạn chế hành động của hắn. Không thể không nói, người nghiên cứu ra môn châm pháp này quả thật là hiểu Hạ Thiên rất rõ, thậm chí cũng hiểu về quy luật vận hành của băng hỏa linh thể. Loại chuyện này, hiển nhiên xem mỗi video là không thể nào làm được, điều này cũng đã chứng tỏ âm hậu đó, rất có thể không phải là người thật sự phát minh ra môn châm pháp này. Âm Vô Vũ cũng không nói gì, mà chỉ nhìn về phía Y Tiểu Âm, dùng ánh mắt để chỉ người mặt quỷ đứng ở bên cạnh nàng, tên này không phải là người của ngươi sao? Sao hắn lại làm việc cho bọn chúng? Cái này còn phải hỏi ư, tất nhiên là làm phản rồi. Mã Khỉ Linh thở dài, thay Y Tiểu Âm nói. Một trận giao dịch mà thôi, không thể nói là làm phản hay không làm phản. Người mặt quỷ lạnh nhạt nói, vốn là làm thuê cho người khác, đương nhiên người trả giá cao sẽ được ưu tiên. Ứng Hiểu Nguyệt đầy trào phúng nhìn Y Tiểu Âm, người cuối cùng cũng thua dưới tay ta. Chỉ sợ kẻ thắng không phải là ngươi thôi. Y Tiểu Âm không quan trọng thắng thua, cũng không có chấp niệm gì, chỉ là nàng cảm nhận rõ được tâm tình của Ứng Hiểu Nguyệt có chút bất ổn. Vậy thì sao chứ? Ứng Hiểu Nguyệt cười nói, thứ ta muốn chỉ đơn giản là trường sinh bí pháp mà thôi, âm hậu đã đáp ứng sau khi mọi chuyện thành công sẽ đưa cho ta. Còn ngươi và Hạ Thiên, sẽ hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian. Y Tiểu Âm thở dài, trường sinh bí pháp, cái này quan trọng với ngươi tới vậy sao? Đương nhiên quan trọng, Ứng Hiểu Nguyệt trừng mắt lên, nói với Y Tiểu Âm, trường sinh bất lão, trên thế giới này ai mà không muốn chứ? Ngươi đừng nói với ta là ngươi không muốn đó nha, ta khinh, ta ghét nhất loại người dối trá như ngươi. Y Tiểu Âm quả thật không có hứng thú gì với trường sinh cả, chỉ là nàng biết dù nói ra cũng sẽ không ai tin, cứ trực tiếp im lặng là được. Chấp nhận đi, Ứng Hiểu Nguyệt lộ ra vẻ mặt như, không ngoài dự đoán, bình thường thì ra vẻ hời hợt không khác gì ta, chỉ có điều ta là người thắng, còn ngươi thì chỉ có thể trở thành một thể xác mà âm hậu dùng để chuyển sinh. Lão đầu dâu bà cảm thấy thời gian đã cận kề, liền nói với Ứng Hiểu Nguyệt, không cần nói thêm gì nữa, bây giờ ngươi đưa nàng đưa đi nhà trúc giữa đảo đi. Còn những người khác, để ta xử lý. Vâng, môn chủ, sắc mặt của Ứng Hiểu Nguyệt có chút chần chờ, nhưng vẫn gật đầu, rất nhanh liền mang theo Y Tiểu Âm rời khỏi trung tâm thánh điện. Hạ Thiên, hình như ngươi không lo lắng Y Tiểu Âm sẽ chết tí nào. Lão đầu dâu bạc liên tục nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hạ Thiên, phát hiện hắn vẫn rất bình tĩnh, hay ngươi vốn là một người lạnh lùng như thế. Hạ Thiên bĩu môi, ngươi nói nhảm nhiều thật đấy, vợ y y không thể chết được. Bằng vào Ứng Hiểu Nguyệt cũng không đối phó được nàng, ngươi mới là người phải lo lắng cho cái mạng nhỏ của âm hậu thì có. Ta biết ngươi ngông cuồng tự đại, nhưng không nghĩ là ngươi tự phụ đến nỗi tin tưởng người khác một cách mù quáng đến vậy. Lão đầu dâu bạc hơi tiếc nuối lắc đầu, ngày hôm nay, biểu hiện của ngươi thật sự là khiến lão phu cảm thấy thất vọng, không bảo vệ được vợ của mình. Hiện tại ngay cả bản thân mình cũng khó bảo toàn, đúng thật là bi ai. Bi ai con mẹ ngươi? Hạ Thiên không vui, chửi một câu, còn nữa, ngươi mau cút xa tí đi, ta nhìn đồ đần ngươi là thấy khó chịu trong lòng rồi. Ngươi khó chịu thì làm gì được lão phu? Lão đầu dâu bạc cười khẽ hai tiếng, xoay người nói với Bạch Tiêm Tiêm, Tiêm Tiêm, ngươi và Diễm Diễm mang âm tộc trưởng đi đi, trông chừng nàng trước. Bạch Tiêm Tiêm có chút lo lắng nhìn Hạ Thiên một cái, còn hắn thì sao? Hắn cũng không phải là người mà ngươi có thể lo lắng. Lão đầu dâu bạc cảnh cáo, nói cảnh tượng tiếp theo, ta nghĩ các ngươi không muốn nhìn thấy đâu, đi đi. Nhưng mà, bây giờ hắn là tộc trưởng huyền âm tộc của chúng ta cơ mà. Bạch Tiêm Tiêm do dự một hồi, vẫn là khuyên nhủ, không cần biết hắn là ai, hắn lên đảo để làm cái gì, hắn đều. Lão đầu dâu bạc hơi bực mình, khoát tay áo một cái, bảo ngươi đi thì cứ đi, đừng có dài dòng ở đây. Còn chưa tới phiên tiểu nha đầu ngươi giáo huấn ta. Vợ bé tương lai, nàng đừng lãng phí nước bọt nữa. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nói với Bạch Tiêm Tiêm, lão đầu này đã không phải là người trong trí nhớ của nàng nữa. Tuy nói trước đó hai người bọn họ bị phân liệt, nhưng bây giờ đã dần dần dung hợp lại. Lão đầu mà nàng biết chỉ là một phân thân, hiện tại ý thức đã sắp bị cướp hết, nàng nói gì cũng chỉ là phí công vô ích thôi. Sắp đến lúc rồi, nếu ngươi đã không chịu đi, thế thì cứ ở đây mở mang tầm mắt. Lão đầu dâu bạc cũng mặc kệ Hạ Thiên đang phá đám hắn ở bên cạnh, chỉ dương mắt nhìn về phương xa, hình như có tinh mang lấp lóe, có đồ vật gì đó đang bay đến. Hạ Thiên, có người tới đây rồi, hắn vẫn đang tìm ngươi, nên là giờ tử của ngươi đến thật rồi. Hạ Thiên bĩu môi, vẻ mặt xem thường.
Chương 2471, quả nhiên là ngươi. Hai đạo hàn mang bay tới từ phía xa, đến trung tâm thánh điện, chậm rãi rơi xuống, đó là một bóng người ngự kiếm. Trùng hợp thay, Hạ Thiên đã gặp qua người này từ trước, hơn nữa còn có một chút ân oán nhỏ, nói một cách chính xác, là người đó bị Hạ Thiên đánh qua. Người này hiển nhiên chính là một trong hai tu tiên giả trẻ tuổi tới từ tiểu tiên giới, tên là Lương Bắc Thần, lúc trước ngồi ở bè trúc để lênh đênh trên biển, gặp Hạ Thiên và A Cửu, còn mở miệng đùa giỡn với A Cửu, sau đó bị Hạ Thiên một cước đạp bay. Không nghĩ tới tiểu tử này thế mà còn chưa chết, hơn nữa cũng đi tới đảo Sương Nguyệt, nhìn bộ dáng hình như còn có chút thông đồng với Tiêu Vô Bệnh, chỉ là không biết mục đích của hắn là gì, Tiêu Vô Bệnh kêu hắn đến để làm gì. Những người khác cũng kinh ngạc nhìn người đến. Âm Vô Vũ nói với lão đầu râu bạc trước, Tiêu Vô Bệnh, ngươi mang người của tiểu tiên giới tới đây, đến tột cùng là muốn làm gì? Âm tộc trưởng, đừng nóng vội, cứ yên tâm nhìn là được. Lão đầu râu bạc liếc Âm Vô Vũ một cách hứng hờ, cảnh cáo với nàng, lát nữa đừng nói lung tung, nếu không thì đừng trách Tiêu Mỗ không niệm tình xưa. Âm Vô Vũ đành phải im miệng không nói gì, lẳng lặng quan sát lão đầu râu bạc đang làm trò gì. Tiêu Vô Bệnh, người hẹn bọn ta tới đây, rốt cuộc là có chuyện gì? Lương Bắc Thần vẫn ngạo mạn như thường lệ, tiến lên và quát lão đầu râu bạc, hỏi tên âm hậu gì đó của các ngươi, rốt cuộc đang núp ở đâu, kêu nàng ra đây gặp bọn ta. Nếu không thì, đảo Sương Nguyệt các ngươi đừng hòng gia nhập tiểu tiên giới. Lão đầu râu bạc cũng không tức giận, cười khẽ hai tiếng, nói, hẹn hai vị đến đây, đương nhiên là có chuyện quan trọng, chắc chắn sẽ không khiến Lương công tử thất vọng. Bớt làm màu, Lương Bắc Thần khịt mũi coi thường đối với những gì mà lão đầu râu bạc nói, hòn đảo rách nát này của các ngươi, ở nhân gian cũng coi như không tệ, nhưng đặt nó ở tiểu tiên giới, cũng chỉ là hòn đảo bình thường mà thôi, bộ có thứ gì có thể khiến bổn công tử coi trọng mấy phần ư. Lão đầu râu bạc vẫn cười tươi, đồ vật trên đảo không vào pháp nhãn của Lương công tử, nhưng mà có một người, ngươi khẳng định sẽ thấy hứng thú. Ai vậy, con ngươi của Lương Bắc Thần nhìn chung quanh. Lập tức liền khóa chặt lên người Bạch Tiêm Tiêm, theo bản năng liền liếm môi một cái, chậc chậc chậc, thiếu nữ này dáng dấp không tệ, tướng mạo thuần khiết, vóc dáng lại có phần yêu kiều thướt tha, đúng là gu của bổn công tử. Cũng được, các ngươi đã có lòng, bổn công tử liền miễn cưỡng thu nàng làm tỷ nữ thiếp thân tương lai. Bạch Tiêm Tiêm cảm nhận được ánh mắt vô cùng bẩn thỉu của người nọ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chán ghét. Đồ đần nhà ngươi, muốn chết rồi, đúng không? Vẻ mặt của Hạ Thiên khó chịu nói, nàng là vợ bé tương lai của ta, dám có ý đồ với nàng, có tin lần này ta dùng một quyền liền đánh nổ đầu của ngươi hay không? Để ngươi trực tiếp chết hẳn. Lúc này, Lương Bắc Thần mới chú ý tới sự tồn tại của Hạ Thiên, còn có đám Âm Vô Vũ và Tiêu Diễm Diễm đứng ở cách đó không xa. Tiểu tử ngươi có chút quen quen, hình như là ta đã gặp qua ở đâu rồi. Ánh mắt của Lương Bắc Thần đánh giá Tiêu Diễm Diễm vài lần. Theo bản năng sờ sờ đầu của mình, còn nữa, tại sao nhìn thấy ngươi, ta lại thấy hơi đau đầu thế nhỉ? Lão đầu râu bạc bắt đầu cười ha hả, Lương công tử, ngươi quên rồi sao? Mấy ngày trước ngươi từng nói, lúc ở trên biển, có một người ra tay đả thương ngươi. Bổn công tử chưa từng bị ai đả thương cả. Lương Bắc Thần nghe được lời của lão đầu râu bạc liền tức giận, phẫn nộ quát, là ở trên biển gặp phải hai run đế không biết tự lượng sức mình. Bọn họ lại còn bất kính với bổn công tử, nếu mà bổn công tử không nhớ thủ tục xuất hành của tiểu tiên giới, thì đã sớm làm thịt bọn chúng rồi. Lần sau nếu để ta gặp lại tiểu tử đó, ta nhất định giết hắn dù sẽ phải chịu phạt khi trở về tiểu tiên giới. Không cần lần sau, lão đầu râu bạc chỉ Hạ Thiên, hắn đang ở ngay đây nè, đây chính là quà gặp mặt mà âm hậu tặng cho Lương công tử, xin hãy nhận lấy. Lương Bắc Thần sững sờ, tiếp đó quan sát Hạ Thiên. Trong đầu cũng lại lần nữa lóe lên hình ảnh ngày hôm đó, khuôn mặt trông thường thường không có gì đặc biệt cũng dần dần trùng khớp với tiểu tử ở trước mặt. Quả nhiên là ngươi, Lương Bắc Thần đã hoàn toàn nhớ ra, nụ cười trên mặt càng trở nên dữ tợn hơn, tiếp đó lại nhớ tới một chuyện khác, phải rồi, nữ nhân đi cùng tiểu tử này đâu. Lão đầu râu bạc đáp lại, ngươi nói là A Cửu cô nương à. Âm hậu đang tạm thời giữ nàng, cho nên không có ở đây. Nhưng mà Lương công tử cứ yên tâm. Sau này ta sẽ đích thân đưa nàng đến Vạn Lung Động Thiên, mặc cho Lương công tử xử trí. Hừ, Lương Bắc Thần hừ lạnh một tiếng, trong lòng vẫn có chút khó chịu, con mắt lườm Hạ Thiên, tiểu tử, lần trước là bổn công tử sơ suất, bây giờ ta muốn đích thân làm thịt ngươi,
ngươi có ý kiến gì không? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, đồ đần nhà ngươi không phải là đối thủ của ta, đương nhiên nếu mà ngươi nhất định phải tìm đường chết, có thể xếp hàng. Hiện tại ta đã quyết giải quyết lão đầu này trước tiên. Ha ha ha, vẫn khá ngông cuồng, điều này cũng rất hợp với tính cách của bổn công tử. Lương Bắc Thần gật gù, đồng ý, Tiêu Vô Bệnh, rút kim châm trên người tiểu tử này ra cho ta. Lão đầu râu bạc không ngờ rằng Lương Bắc Thần sẽ đưa ra loại yêu cầu này, không khỏi nhắc nhở, Lương công tử, người này chính là quà gặp mặt mà âm hậu tặng cho ngươi, ngươi trực tiếp giết là xong, đừng làm mấy chuyện vớ va vớ vẩn. Ngươi đang dạy bổn công tử làm việc đó à? Lương Bắc Thần lạnh giọng nói. Lão đầu râu bạc im lặng không nói gì, mặc dù tu vi của hắn cao hơn Lương Bắc Thần rất nhiều, nhưng hắn lại không thể không cúi đầu. Bởi vì Lương Bắc Thần giờ đang đại biểu cho tiểu tiên giới, ý chí hắn không dám chống đối tiểu tiên giới, huống chi bây giờ nguy cơ tiềm tàng của đảo Sương Nguyệt là rất lớn, cần phải dựa dẫm vào tiểu tiên giới mới có thể sinh tồn được, dù là người kiêu ngạo như âm hậu cũng phải lựa chọn khuất phục trước tiểu tiên giới, vậy thì hắn có thể làm gì chứ? Chương 2472, Thủy Linh Thể. Ngươi đích hả, bổn công tử bảo ngươi rút kim châm trên người hắn ra. Lương Bắc Thần thấy lão đầu râu bạc thờ ơ không động lòng, thói xấu công tử bột lại dâng lên trong lòng, Tiêu Vô Bệnh, ngươi tốt nhất là xem lại địa vị của mình. Bộ ngươi vẫn cho rằng đảo Sương Nguyệt còn là đảo Sương Nguyệt của ngày trước ư. Nếu như tiểu tiên giới bọn ta không tiếp nhận, thì e là huyền âm tộc các ngươi sẽ bị diệt tộc, và ngươi cũng chắc chắn sẽ phải chết. Tiếp theo dụ dỗ, nói, đương nhiên, nếu mà ngươi chịu ngoan ngoãn nghe lời ta, ta có thể đề cử ngươi với cha ta. Đến lúc đó ngươi không hẳn có thể đi nhất tông nhị viện, nhưng mà tam môn tứ phái, vẫn có thể tùy ngươi lựa chọn. Lương công tử, không phải lão phu không muốn rút kim châm trên người Hạ Thiên, mà thật sự là rút không được. Lão đầu râu bạc cung kính đáp lại, thể chất của Hạ Thiên rất đặc thù, mặc dù chỉ có tu vi kim đan kỳ, nhưng nếu không dùng kim châm hạn chế hắn, chỉ sợ lão phu cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Kim đan kỳ thì sao chứ? Lương Bắc Thần vẫn tỏ vẻ xem thường như mọi khi, tu tiên giả kim đan kỳ mà bổn công tử vượt cấp giết qua, không biết đã có bao nhiêu. Còn nữa, hắn mà là thể chất đặc thù gì chứ, bổn công tử chính là thủy linh thể trăm năm khó gặp đây. Ta muốn giết tiểu tử này, chính là muốn đường đường chính chính giết, cho hắn biết sự chênh lệch giữa tán tu và đệ tử danh môn là như thế nào. Lão đầu râu bạc nhàn nhạt nhìn Hạ Thiên, lạnh lùng nói, ngươi đừng nghĩ lão phu sẽ rút kim châm. Chỉ là cho tên tiểu tử họ Lương này thể hiện một chút, hôm nay coi như hắn không giết được ngươi, thì lão phu cũng sẽ giết ngươi. Lão đầu, đầu óc của ngươi có vấn đề rồi đó. Vẻ mặt của Hạ Thiên hứng hờ, có nhớ ngay từ đầu ta đã nói gì với ngươi không? Mấy cây kim châm này căn bản không khống chế được ta. Lão đầu râu bạc lắc đầu thở dài, đến bây giờ rồi mà còn mạnh miệng, ngươi đúng là ngông cuồng hết thuốc chữa. Thế mà tiểu y lại coi trọng loại người ấu trĩ và nông cạn như ngươi, thật là làm ta thất vọng. Vợ y thích ta, đó là chuyện cực kỳ bình thường. Hạ Thiên cười hì hì nói, chỉ có lão đầu nhà ngươi, là đầu óc không được bình thường mà thôi, ánh mắt cũng tương tự là như vậy. Được rồi, các ngươi nói nhảm xong chưa? Lương Bắc Thần hơi bực mình, là lão đầu râu bạc, rút kim châm, rồi cút qua một bên cho bổn công tử, đừng quấy rầy bổn công tử bán hành cho hắn. Lão đầu râu bạc đứng ở trước mặt Lương Bắc Thần, tiện tay rút ba kim châm từ trên người Hạ Thiên, lại giả vờ như đã rút ra toàn bộ, cười nói, Lương Bắc Thần ngươi cứ tùy ý, hy vọng ngươi đánh cho đã. Tiêu Vô Bệnh, không nghĩ tới ngươi cũng biết nịnh nọt người khác đến như vậy. Âm Vô Vũ nhìn lão đầu râu bạc lui sang một bên, không khỏi mắng một câu, năm đó, đảo Sương Nguyệt chúng ta kiêu ngạo cỡ nào, đám người tiểu tiên giới cũng không xứng xách giày cho chúng ta, bây giờ ngươi lại cúi đầu trước bọn hắn. Lão đầu râu bạc mặt lạnh như tiền nói, đây là mệnh lệnh của âm hậu. Không đời nào, Âm Vô Vũ không tin lời này chút nào, năm đó Ma Vân chân nhân đích thân đến đây mời chào, âm hậu còn cự tuyệt, làm sao bây giờ lại đồng ý chỉ vì hai tên tiểu bối này chứ? Mỗi thời mỗi khác, sắc mặt của lão đầu râu bạc lạnh nhạt, có chút cảm khái nói, ngươi cũng biết đấy, đảo Sương Nguyệt sắp chìm rồi. Âm hậu cần lượng lớn linh khí để duy trì trạng thái đỉnh phong. Mặc dù điều kiện của tiểu tiên giới hà khắc, nhưng chỉ cần tiếp nhận âm hậu, như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị âm hậu chinh phục. Đến lúc đó, tộc nhân huyền âm tộc chúng ta cũng có thể sống một cuộc sống mỹ mãn và hạnh phúc hơn ở tiểu tiên giới, không kém đảo Sương Nguyệt chút nào. Ha ha,
các ngươi thật cho rằng người của tiểu tiên giới đều là bù nhìn à? Âm Vô Vũ chỉ cười ha ha đối với những lời này, trong lòng suy nghĩ hoặc là âm hậu đã tẩu hỏa nhập ma, hoặc là chính vị lão môn chủ của âm y môn này bị điên rồi. Chỉ cần âm hậu vẫn còn trong trạng thái đỉnh phong, coi như là người của tiểu tiên giới hợp sức lại, cũng không phải là đối thủ của nàng. Lão đầu râu bạc cười hì hì, huống chi, thật ra âm hậu đã đến một cảnh giới ngoài sức tưởng tượng. Cả người Âm Vô Vũ giật mình, kinh ngạc nhìn lão đầu râu bạc ngươi nói là. Đúng vậy, lão đầu râu bạc gật gật đầu, nhẹ giọng nói, âm hậu đã là độ kiếp kỳ đỉnh phong, cách đột phá thành tiên chỉ còn một bước. Cho nên đảo Sương Nguyệt đối với nàng đã vô dụng, nàng cần lượng lớn linh khí, trên trái đất chỉ có tiểu tiên giới mới thỏa mãn điều kiện này. Bây giờ ngươi hiểu chưa? Nhưng, nếu thật là như vậy, âm hậu hoàn toàn có thể nói thẳng, hà tất gì phải làm mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy. Âm Vô Vũ vẫn không thể hiểu nổi. Độ kiếp, đó là cướp đoạt tạo hóa của đất trời, là số mệnh phải nghịch càn khôn. Lão đầu râu bạc bỗng nhiên hỏi ngược lại một câu, ngươi biết tại sao trên trái đất, ngàn năm đều khó tìm ra một vị độ kiếp kỳ không? Âm Vô Vũ trả lời, đương nhiên là tại vì linh khí trên trái đất mỏng manh. Đây chỉ là một trong số đó, còn có một nguyên nhân khác chính là. Sắc mặt của lão đầu râu bạc trở nên trang nghiêm, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hạ Thiên, có người nắm giữ thủ đoạn nghịch thiên, làm bế tắc con đường độ kiếp của những người khác, cho nên hắn phải chết, nhưng mà nghịch thiên bát châm nhất định phải thuộc về chúng ta. Vị lương công tử đó là thủy linh thể, Hạ Thiên giao thủ với hắn, nhất định sẽ phải dùng đến băng hỏa linh thể của hắn. Đến lúc đó liền có thể nhìn ra mối liên hệ giữa băng hỏa linh thể và nghịch thiên bát châm. Âm Vô Vũ trong nháy mắt hiểu ra, toàn tính của âm hậu đúng thật là đáng sợ, ngay cả tiểu tiên giới đều bị nàng kéo vào trong bàn cờ, vô tình trở thành quân cơ để nàng đoạt lấy nghịch thiên bát châm. Chỉ là không biết, Hạ Thiên có ý thức được nguy hiểm tiềm tàng trong đó không, tốt nhất là tận lực đừng có dùng đến nghịch thiên bát châm. Bằng không, một khi bí mật nghịch thiên bát châm bị âm hậu nắm được, thế thì cả đám bọn họ cũng trở nên vô dụng, e là đều sẽ bị âm hậu vứt bỏ mà không chút do dự nào. Chương 2473, Tứ Tượng Thủy Long Thuật. Một bên khác, sau khi bớt đi ba cây kim châm, băng hỏa linh khí trong cơ thể Hạ Thiên quả nhiên có thể tự do vận chuyển, còn dư lại 6 cây kim châm, chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian là có thể tự nhổ chúng ra. Có điều, Lương Bắc Thần hiển nhiên sẽ không cho tên Hạ Thiên này có thêm thời gian. Và lão đầu râu bạc đang dòm ngó ở bên cạnh cũng sẽ không mặc cho Hạ Thiên làm như thế. Hạ Thiên cũng không cảm thấy ủ rũ, theo hắn nghĩ, chẳng phải chỉ cần giết chết hai người kia là xong sao. Dù sao cũng không tốn quá nhiều thời gian. Trước khi bắt đầu, bổn công tử sẽ cho ngươi đủ thể diện của một tu tiên giả. Lương Bắc Thần cười khẽ hai tiếng, làm một cái thủ thế mời của người trong giang hồ, tại Hạ Lương Bắc Thần, đệ tử chân truyền của Vạn Lung Động Thiên, xếp thứ ba. Trời sinh thủy linh thể, chuẩn kim đan kỳ. Người tốt nhất là nhớ cho kỹ, đến Diêm Vương Điện, có thể khiếu nại với Diêm Vương. Hạ Thiên bĩu môi, ngươi là ai, tên gì, ta cũng không hứng thú để biết, hơn nữa ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị ta giết chết, nhớ kỹ cũng chẳng có ích gì. Miệng lưỡi lưu loát thật đấy, chỉ là không biết thực lực như thế nào. Lương Bắc Thần cười lạnh một tiếng, khá xem thường bộ dáng làm bộ làm tịch này của Hạ Thiên. Tới lúc đó, đừng có mà thua trước một chiêu của bổn công tử. Người thua là ngươi, Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, mau lên, giải quyết ngươi xong, ta còn muốn đi tìm lão đầu kia để tính sổ. Lương Bắc Thần cảm nhận được thần thái khinh thường trên khuôn mặt của Hạ Thiên, lập tức lửa giận đùng đùng, lấy tay nắm về phía hư không, chỉ thấy một thanh đại kiếm ánh sáng như nước bỗng xuất hiện, sau đó liền chém về phía Hạ Thiên. Không thể không nói. Chiêu kiếm này của hắn nhanh hơn lần trước rất nhiều, hơn nữa còn làm cho không khí khuấy động, tạo thành một dòng xoáy vô hình. Bọn Âm Vô Vũ đứng ngoài quan sát có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ là Lương Bắc Thần có phần sốc nổi và cuồng ngạo này lại có thực lực kinh khủng đến thế. Không hổ là người của tiểu tiên giới, một kiếm vậy mà uy lực đến vậy. Chiêu kiếm này, cuốn không khí thành dòng xoáy, Hạ Thiên chắc phải chịu thiệt rồi. Tốc độ nhanh thật, lực đạo mạnh mẽ, kinh phong dữ dội. Thật là một kiếm khiến người ta phải thán phục. E là Hạ Thiên gặp khó rồi đây. Hạ Thiên đương nhiên không đếm xỉa tới những lời của đám người phía sau, nhưng hắn cũng không có xem trọng chiêu kiếm này, mặc dù đúng là lợi hại hơn lần trước không ít, nhưng mà muốn đả thương được hắn thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Ngươi không trốn được đâu,
Lương Bắc Thần nhìn ra Hạ Thiên có dấu hiệu né tránh, lực đạo trên tay tăng mạnh thêm vài phần, khuấy động không khí trong phạm vi mấy dặm ở chung quanh, bao phủ cả người Hạ Thiên ở bên trong. Động tĩnh này, làm cho lão đầu râu bạc và đám Âm Vô Vũ đều cả kinh, vội vàng lùi lại, né tránh phong mang. Chút thủ đoạn này của ngươi, căn bản không đáng chú ý. Hạ Thiên bĩu môi, hoa hòe hoa sói, còn không bằng trực tiếp chém một kiếm tới đây. Lương Bắc Thần cười gần một tiếng, nói, vậy ta giúp ngươi mở mang tầm mắt một chút, lốc xoáy kiếm khí của bổn công tử, sẽ trực tiếp xoắn ngươi thành cặn bã. Vừa dứt lời, chỉ thấy dòng xoáy vây quanh Hạ Thiên, bỗng chốc xoắn thành một hình tròn, sau đó nổ tung. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, không gian dường như bị nổ tung và có chút rung chuyển. Lúc nhìn lại, Hạ Thiên đã mất tung tích, chỉ có điều không biết là bị nổ đến chết, hay là đã né được làn sóng công kích này. Người nghĩ Hạ Thiên có trúng chiêu chưa? Mã Khỉ Linh bỗng nhiên hỏi Âm Vô Vũ. Âm Vô Vũ lắc đầu, không rõ nữa, lúc cỗ khí kình ban nãy nổ tung đã bộc phát ra một nguồn năng lượng quá khổng lồ, con mắt căn bản không dám nhìn thẳng. Hắn sẽ không sao chứ? Bạch Tiêm Tiêm có chút lo lắng hỏi. Lão đầu râu bạc lạnh nhạt nói, yên tâm, thực lực của Hạ Thiên dù bị kim châm làm suy yếu, nhưng hiển nhiên không dễ chết như vậy được. Sắc mặt của Lương Bắc Thần có chút nghiêm nghị, bởi vì trong lòng hắn cũng biết rõ, một chiêu vừa nãy cũng không có làm được gì Hạ Thiên, càng khiến hắn cảm thấy khó chịu đó là hắn đã mất đi tung tích của Hạ Thiên. Trong đối chiến, phạm vào loại sai lầm cấp thấp này, quả thực là không thể tha thứ. Có điều, Lương Bắc Thần sẽ không thừa nhận đây là do bản thân hắn yếu hơn Hạ Thiên, mà chỉ cho rằng Hạ Thiên đang dùng quỷ kế hoặc phép thuật gì đó, để hòng lừa gạt con mắt của hắn. Ha ha, xem ra ngươi cũng không vững như bàn thạch. Lương Bắc Thần cười hì hì, có chút khinh bỉ, nói, chẳng phải ngươi mới vừa nói chút công kích này căn bản không làm gì được ngươi sao? Sao giờ lại né tránh nó thế? Bởi vậy ta mới nói ánh mắt của ngươi có vấn đề rồi. Lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên, dòng xoáy kiếm khí của ngươi đã làm không gian này trở nên mịt mù, đúng là ngu không tả nổi. Trong lòng Lương Bắc Thần rùng mình, tiếp theo thân ảnh của Hạ Thiên liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Oanh! Một quyền của Hạ Thiên nện vào sống mũi của Lương Bắc Thần, trực tiếp đánh hắn bay ra ngoài, lực đạo rất mạnh, thậm chí còn tạo ra một cái hố sâu trên mặt đất. Ngươi cũng chả có gì đặc biệt, Lương Bắc Thần chậm rãi đứng lên, phủi phủi bùn đất trên người, vẫn khinh bỉ nhìn Hạ Thiên, cú đấm không có bất kỳ kình phong gì, xem ra kim đan kỳ là giả rồi. Là thật hay giả, chẳng mấy chốc ngươi sẽ biết ngay ấy mà. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, bây giờ tốt nhất là ngươi tìm một nơi. Nằm xuống nghỉ ngơi, nói không chừng làm như vậy mới có cơ hội sống sót, bằng không thì sẽ chết chắc. Lương Bắc Thần phun cục đờm, mắng, người ảo tưởng thật đấy, mới chiếm chút lợi thế, liền cảm thấy mình ở thế thượng phong rồi ư. Thực sự là buồn cười, xem tứ tượng thủy long thuật của ta đây. Dứt lời, hắn duỗi hai tay ra, bấm mấy cái ấn quyết với tốc độ cực nhanh, sau đó chỉ về phía Hạ Thiên, giết cho ta. Bỗng dưng, bốn cột nước khổng lồ lao vùn vụt tới từ bờ biển, hội tụ ở trên bầu trời của mấy người Hạ Thiên, tạo thành màn chắn sóng nước to lớn. Chương 2474, ngươi cảm thấy ai sẽ chết hả? Bạch Tiêm Tiêm trợn mắt ngoác mồm, trên thế giới còn có loại thủ đoạn này ư? Thực sự là nhìn còn sốc hơn cả hiệu ứng trong mấy bộ phim bom tấn. Tiêu Diễm Diễm cười nói. Người mặt quỷ cũng nhìn ngớ người ra. Cười cái rắm, còn không mau rút lui. Mã Khỉ Linh cảm thấy có gì đó không đúng, mắng với người mặt quỷ, nếu không thì cả đám bị dòng nước này cuốn ra biển hết đấy. Mọi người ngầm hiểu ý, lần nữa lùi lại mấy trăm mét, kỳ quái là mấy người bọn họ lại hiểu ý nhau đến vậy, vừa không đề phòng lẫn nhau, vừa không có ai nghĩ đến việc chạy trốn, mà trái lại còn cùng làm khán giả. Âm Vô Vũ và lão đầu râu bạc đã sớm dự đoán được, cho nên đã rút lui đến một đỉnh núi từ lâu, ngắm nhìn trận chiến giữa Lương Bắc Thần và Hạ Thiên từ xa. Nước biển liên miên không dứt bị đánh vào giữa không trung, tạo thành thủy triều khổng lồ, ép về phía Hạ Thiên từng chút một. Bổn công tử chính là trời sinh thủy linh thể, có thể tự do thao túng nguyên tố nước. Vẻ mặt của Lương Bắc Thần ngạo nghễ nhìn Hạ Thiên, chào phúng nói, coi như tốc độ của ngươi nhanh, thì sao chứ, ngoài đảo Sương Nguyệt là biển cả bao la, có thể cung cấp cho ta nguồn sức mạnh vô tận. Lần trước là ta không đề phòng, bị tiểu tử ngươi thừa cơ đánh lén. Nếu như không phải ta trời sinh là thủy linh thể, thì e là đã chết đuối trên biển từ lâu rồi.
Bây giờ ta muốn rửa sạch nỗi nhục, để ngươi nếm thử cái cảm giác bị sóng lớn cuồn cuộn bao vây và nhấn chìm. Hạ Thiên dương mắt nhìn sóng lớn cuồn cuộn đã tới gần đỉnh đầu, trong lòng lại dâng lên một ý niệm kỳ quái, liệu tắm rửa như vậy có vui hơn không, sau này có cần tìm người thử một lần không? Lúc này, cách đó mấy vạn dặm, bọn Ninh Nhụy Nhụy, Lam Y Nhân và Tô Bối Bối không tự chủ được dùng mình một cái, thần sắc trên mặt rất là mờ mịt, đang yên đang lành tại sao lại đột nhiên cảm thấy thân thể lạnh run. Nổ! Hai tay Lương Bắc Thần bỗng dưng nắm chặt thành quyền, phẫn nộ quát một tiếng. Giữa không trung, sóng lớn cuồn cuộn trong nháy mắt khôi phục trọng lực, ầm ầm chút xuống. Những con sóng này có thể rửa sạch cả đảo Sương Nguyệt luôn ấy. Trông như thể là nước lũ vậy, có cần thông báo cho tộc nhân lên núi tránh không? Tu tiên giả phải thế chứ, không thể cướp tạo hóa của thiên địa, thì sao được gọi là tu tiên giả được? Vài người đứng quan sát từ bên ngoài thấy cảnh tượng này, tâm tư mỗi người mỗi khác, thần sắc trên mặt cũng không giống nhau. Sóng lớn cuồn cuộn trong nháy mắt nhấn chìm Hạ Thiên, sau đó ầm ầm chút ra ngoài đảo với tốc độ cực nhanh, hòa vào trong biển cả mênh mông. Lương Bắc Thần lấy tay che lông mày, nhìn về phương hướng Hạ Thiên bị cuốn đi, cười nói, bổn công tử nhớ ra rồi, không thể dễ dàng phạm vào sát giới như vậy, cho nên tiễn ngươi xuống đáy biển, có thể sống sót bơi lên hay không, thì phải xem vận may của chính ngươi. Ha 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 ha, ha ha cái đầu ngươi, đồ đần ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Hạ Thiên xuất hiện ở sau lưng Lương Bắc Thần, tiện tay cho hắn một bạt tai, tỉnh lại đi, chút nước này, chỉ có thể miễn cưỡng tắm cho ta. Lương Bắc Thần sợ hãi và cả kinh, xoay người nhìn Hạ Thiên, chuyện này sao có thể, ta rõ ràng đã tận mắt nhìn thấy người bị làn sóng mang đi, bây giờ hẳn phải bị vây dưới đáy biển mới đúng chứ. Đúng là bị mang đi, nhưng sau đó ta đã quay về. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, kỳ thực ta không thích bơi cho lắm. Đương nhiên nếu có đại mỹ nữ tuyệt thế mặc đồ bơi bơi chung với ta, vậy thì không còn gì phải bàn, nhưng tiếc là ngươi không phải mỹ nữ tuyệt thế, cho nên, bây giờ ta rất khó chịu. Lương Bắc Thần tam quan sụp đổ, đã không còn nghe được những gì mà Hạ Thiên đang nói, chỉ là gào thét lên, chuyện này không thể nào. Ngươi đã trúng trực diện tứ tượng thủy long thuật của ta rồi, làm sao có thể trở về được, coi như chết rồi thì ngươi cũng sẽ bị vây khốn dưới đáy biển mãi mãi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lão đầu râu bạc cũng cảm thấy có chút bất thường, thực lực của Hạ Thiên quả thật rất mạnh, về điểm ấy thì hắn đã sớm biết, cho nên lúc trước mới dùng kim châm để tiến hành áp chế, mặc dù giờ đã nhổ 3 cây, nhưng hẳn là có thể hạn chế khoảng 7 phần 10 công lực của Hạ Thiên chứ, làm sao tu tiên tân tú đến từ tiểu tiên giới như Lương Bắc Thần, vậy mà còn bị bón hành. Trong đầu lão đầu râu bạc lóe lên một suy nghĩ, tự lẩm bẩm, lẽ nào kim châm thật sự không khống chế được hắn? Không thể nào, âm hậu giờ chính là độ kiếp kỳ đỉnh phong, không lý nào châm pháp của nàng không áp chế nổi một Hạ Thiên kim đan kỳ. Ngay thời điểm lão đầu râu bạc có chút nghi thần nghi quỷ, Hạ Thiên đã bóp lấy cái cổ của Lương Bắc Thần, trực tiếp nâng hắn lên. Ngươi, ngươi làm gì? Ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Lương Bắc Thần rốt cuộc cảm nhận được nguy cơ tử vong, trên mặt không còn sự bình tĩnh và cuồng ngạo trước đó nữa, thay vào đó là sự sợ hãi, ta chính là đệ tử chân truyền của Vạn Lung Động Thiên đến từ tiểu tiên giới, cha ta là một trong tam đại trưởng lão trong môn phái, sư phụ ta là... Bụp! Hạ Thiên tát một cái, trực tiếp đánh sưng miệng của hắn, nói nhảm nhiều quá, cha ngươi là ai, sư phụ ngươi là ai, thì liên quan đếch gì đến ta? Sư huynh của ta ở gần đây, ngươi dám động ta một sợi lông, hắn sẽ không tha cho ngươi đâu. Lương Bắc Thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, cố nén đau đớn ngoài miệng. Cắn răng kêu gào một tiếng, nói tiếp, sư huynh của ta, chớp mắt liền sẽ tới đây, bây giờ ngươi xin tha thì vẫn còn kịp đó, bằng không thì, ngươi và cả vợ của ngươi đều sẽ chết. Ngươi sẽ chết chỉ có ngươi, Hạ Thiên lười biếng nói, còn cả sư huynh gì đó của ngươi nữa. Vậy cơ à, lúc này, một đạo hàn mang chợt lướt tới, sau đó liền có một thanh kiếm kề lên cổ Hạ Thiên, bây giờ ngươi cảm thấy ai sẽ chết hả? Chương 2475. Người ở tiểu tiên giới. Mời thả sư đệ xuống. Người đến một bộ áo bào trắng, thân hình thẳng tắp, đôi mắt lành lạnh, khắp toàn thân đều tỏa ra luồng khí thức của một công tử tài tình xuất chúng. Tư thái cầm kiếm cũng đẹp mắt đến nỗi một vài nữ nhân đứng ngoài quan sát đều cảm thán không thôi. Hạ Thiên quay đầu nhìn người này một cái, phát hiện quả nhiên là người quen. Lúc ở trên biển, hắn vừa mới đạp bay Lương Bắc Thần không bao lâu, thì tên nam tử áo bào trắng đã tìm đến hắn và A Cửu.
chỉ là lúc đó hắn không tin Hạ Thiên, cho nên cũng không có truy cứu trách nhiệm của Hạ Thiên và A Cửu. Nếu ta không thả thì sao? Hạ Thiên lười biếng đáp lại một câu. Ngữ khí của nam tử áo bào trắng vẫn hờ hững như thường, thế thì xin lỗi, Diệp Mỗ cũng không cách nào bảo đảm đầu của các hạ còn có thể bình yên ở trên cổ không. Nói chuyện mà ra vẻ nho nhã như thế làm gì? Hạ Thiên bĩu môi, hỏi, ngươi chính là tên sư huynh ngu ngốc kia, đúng không? Nam tử áo bào trắng gật gật đầu, tại hạ Diệp Tuyệt Trần, đến từ Vạn Lung Động Thiên ở Tiểu Tiên Giới, xin hỏi các hạ là ai? Ta tên Hạ Thiên, hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên theo thói quen đọc câu cửa miệng của hắn lên. Hạ Thiên, nam tử áo bào trắng hơi nhíu mày, cái tên này nghe có chút quen tai, hình như ta đã nghe qua ở đâu rồi. Hạ Thiên không phản đối, nói, nghe qua tên ta cũng không có gì quá là lạ cả, dù sao ta vừa là cao thủ số một thiên hạ, vừa là thần y số một thiên hạ, tiếng tăm vô cùng lớn. Nhớ ra rồi, nam tử áo bào trắng khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt nói, không lâu trước đây ta có nghe Âm Hậu nhắc qua cái tên này, nói là tên khốn nạn số một thiên hạ, cũng là tên sắc lang số một thiên hạ, nàng còn bảo rằng khi ta gặp được ngươi, thay nàng một kiếm giết ngươi. Ngươi mới là tên khốn và sắc lang thì có. Hạ Thiên có chút khó chịu nói, Âm Hậu đang ở đâu, ta có quen nàng à? Từng gặp nhau rồi sao? Nàng dựa vào cái gì để phỉ báng ta? Nụ cười của nam tử áo bào trắng trong nháy mắt thu lại, nói với Hạ Thiên, ân oán giữa ngươi với Âm Hậu, Diệp Mỗ không có hứng thú. Hiện tại ngươi thả sư đệ ta trước, những chuyện khác sẽ nói sau. Muốn thả cũng được, nhưng mà, ngươi tự đi tìm đi. Hạ Thiên suy nghĩ một hồi, tiện tay ném Lương Bắc Thần một cái, chỉ thấy cả người hắn như là đạn pháo, trong chớp mắt liền bay ra khỏi đảo Sương Nguyệt, nặng nề bay xuống biển. Ngươi muốn chết, nam tử áo bào trắng không nghĩ là Hạ Thiên lại dám ở ngay trước mặt hắn, ném sư đệ của hắn xuống biển, suýt chút nữa tức đến nỗi trực tiếp cắt đứt cái cổ của Hạ Thiên. Muốn giết ta, vậy thì động thủ đi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nhắc nhở có điều. Thủy linh thể của sư đệ ngu ngốc của ngươi đã bị ta phế bỏ, nếu mà ngươi không đi cứu hắn, có lẽ qua vài phút nữa thì hắn sẽ chết đuối đó. Nam tử áo bào trắng trợn trừng hai mắt, không tin lời của Hạ Thiên cho lắm, nhưng lại không dám đem tính mạng của sư đệ ra để đánh cược, nên đành phải thu kiếm vào vỏ, nhìn chằm chằm Hạ Thiên một cách tàn nhẫn. Hạ Thiên đúng không, Diệp Mỗ nhớ rồi. Chờ cứu xong sư đệ, ta nhất định sẽ trở lại chém ngươi ra làm hai. Nam tử áo bào trắng bay lên trời, hóa thành một đạo hàn mang, lập tức bay đến chỗ mà Lương Bắc Thần rơi xuống, bỗng bay xuống biển. Ta có thể cho ngươi 10 giây, dùng để nói ba chuyện. Thân ảnh của Hạ Thiên chợt xuất hiện ở bên cạnh lão đầu râu bạc, giơ tay điểm huyệt hắn, khiến hắn hoàn toàn không thể động đậy. Ngươi, kim châm trên người ngươi rõ ràng còn chưa lấy ra hết, tại sao có thể? Lão đầu râu bạc sợ hãi không thôi, chỉ là chưa nói hết lời. Liền thấy Hạ Thiên xòe tay trái ra, 6 cái kim châm còn lại thình lình xuất hiện trong lòng bàn tay. Hạ Thiên tỏ vẻ hời hợt, ta đã nói rồi, kim châm này không khống chế được ta. Không đúng, kim châm vẫn còn hữu dụng. Lão đầu râu bạc không có bị lừa bởi những gì mà Hạ Thiên nói, kiên định nói, đến bây giờ ngươi mới lấy 6 cây kim châm ra, vậy đã chứng tỏ nó có tác dụng, chỉ là thực lực của ta chưa đủ, nên không cách nào phát huy toàn bộ uy lực của kim châm mà thôi. Người nghĩ như vậy cũng không sai, chỉ là không thể thực hiện được. Hạ Thiên bĩu môi, giọng điệu có phần thờ ơ, như là nói một chuyện không có liên quan gì đến hắn, nếu muốn dùng những kim châm này để khống chế ta, thì đối phương ít nhất phải có tu vi độ kiếp kỳ đỉnh cao, nhưng cũng chỉ được có nửa ngày. Người có thực lực đó sao? Ta đương nhiên không có, nhưng Âm Hậu thì có. Con mắt của lão đầu râu bạc lóe lên, lườm Hạ Thiên rồi nói, trên thế giới này, chung quy vẫn còn có người có thể chế ngự được ngươi. Hạ Thiên, nếu bây giờ ngươi giết ta, ta không có tí tiếc nuối nào, bởi vì ta biết ngươi sớm muộn cũng sẽ đi theo ta xuống địa ngục. Hạ Thiên lắc đầu, suy nghĩ của đồ đần đều ngây thơ và ấu trĩ như thế à? Ngươi chắc chắn chết rồi đó, xuống địa ngục cũng là chuyện tất nhiên, nhưng ta, thì sẽ không chết. Ha ha, sinh lão bệnh tử, đó là sự vận hành của thiên đạo. Lão đầu râu bạc nghe thấy vậy, không khỏi bắt đầu cười nhạo, kể cả tu tiên giả, cũng chỉ có thể kéo dài quá trình này. Coi như tu luyện đến kim đan kỳ, tuổi thọ của ngươi cũng có hạn, thân thể ngươi cũng không phải là vạn độc bất xâm. Đồ vật có thể giết chết ngươi trên thế giới này, vẫn tồn tại. Trừ khi ngươi đạt đến độ kiếp kỳ đỉnh phong,
thậm chí độ kiếp thành công, đạt đến cảnh giới tiên nhân chân chính, nhưng đáng tiếc, đó chỉ là vọng tưởng mà thôi. Đến hiện tại, ở trái đất, Lão Phu chưa từng nghe nói qua có phi thăng giả độ kiếp thành công nào cả. Có thì có đó, ngươi không biết, đó là do đồ đần nhà ngươi kiến thức nông cạn mà thôi. Hạ Thiên lười biếng nói, chưa kể độ kiếp kỳ cũng chẳng có gì ghê gớm, ta có thể bồi dưỡng ra mấy người bất kỳ lúc nào, đại đa số các bà vợ của ta đều là độ kiếp kỳ, mặc dù hiện tại các nàng đã mang theo đảo thần tiên đi chỗ khác để chơi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 129.